Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện cổ chân nhân. Tập 327. Chương 3261. Luyện chính thiên kỳ con vớt. Trên giấy được đến cuối cùng cảm thấy cạn. Phải biết việc này muốn cung được. Phương Nguyên hơi than nhẹ một tiếng. Thấy rõ vạn vật duy nhất đạo lý là một chuyện. Thực tiễn thao tác tựu lại là một chuyện khác. Phương Nguyên triệt để hiểu rõ thần bất chi, quỷ bất giác này chút sát chiêu bản chất, nhưng là từ luyện đạo phương diện thấy rõ tới được. Bởi vì thâu đạo cảnh giới hạn chế, hắn vẫn chưa thể đối với quỷ bất giác sát chiêu tiến hành cải thiện. Hắn có năng lực khai sáng ra luyện đạo sát chiêu, tương tự với thần bất chi, quỷ bất giác. Thế nhưng cũng hết sức không dễ dàng, trả giá thật lớn sẽ rất đắt đỏ. Ở đây kế ba tôn rằng có thời kỳ, nếu như để Phương Nguyên đem thời gian dài, tinh lực, dùng để tính toán một cái như vậy luyện đạo đỉnh cấp sát chiêu, thực sự quá mạo hiểm. Thời cơ trên cũng không cho phép Phương Nguyên làm như thế. Bất quá, ngũ vực lưỡng thiên bên trong cái kia chút luyện đạo tài nguyên điểm, đều phi thường có lấy làm gương, tham khảo giá trị. Phương Nguyên đơn giản hóa một phen, lấy ra ra chân chính hạt nhân phía sau. Tựu đều có thể đem thay đổi ra thành thục bị động sát chiêu, chuyên môn dùng cho kinh doanh tiên khiếu. Trên căn bản, này chút bị động thủ đoạn, ở tất cả sát chiêu bên trong chiếm cứ tỷ lệ tương đương nhỏ bé, giá trị rất cao. Thường thấy nhất là bị động thủ đoạn phòng ngự. Tống Diệc Thi kiêu ngạo là có lý do. Long công cũng bất quá chỉ có một, tên là Cửu Văn Long Hộ Thân. Tiểu Phương Nguyên trước mắt biết, đạo thiên ma tôn khai sáng tương tự thần bất chi, quỷ bất giác sát chiêu, cuối cùng một sinh cũng không có vượt qua 5 cái. Sát chiêu khai sáng, ban đầu là cổ tu tiên hiền đồng thời sử dụng nhiều con cổ trùng, từ từ sinh ra kinh nghiệm. Sau đó cổ tu các tiên hiền từ ngũ vực lưỡng thiên bên trong sinh linh trên người, phát hiện các loại thiên phú bản năng, lượng lớn tham chiếu lấy làm gương, lệnh sát chiêu, tiến nhập cao tốc thời kỳ phát triển. Mãi cho đến hôm nay, cổ tu nhóm dĩ nhiên đụng chạm tới cái thế giới này trần nhà. Tỷ như Long Công khai sáng ra Long Nhân bộ tộc, Lang gia địa linh kiến tạo thiên địa mới bí cảnh, U Hồn Ma Tôn cải tạo hồn thú, đem các loại hồn đạo sát chiêu truyền thành đạo ngân, chạm trổ ở hồn thú trên người. Giao cho này chút hồn thú mới thiên phú bản năng. Từ này chút thành tựu mà nói, cổ tu dĩ nhiên cùng thiên địa sóng vai, nắm trong tay rất nhiều thiên địa kỳ năng. Vô Cực Ma Tôn tự tồi tệ hơn. Hắn ở Phong Ma Quật bố cục, đào mở thế giới thai vách tường, hình thành lỗ thủng, chế tạo ra mới tinh thiên đạo đạo ngân. Cái này còn muốn vượt qua toàn bộ cổ tu thế giới một bậc. Đây là Phương Nguyên lần thứ nhất luyện hóa tự nhiên ngoại giới luyện đạo đạo ngân. Vô Thượng Đại Tông Sư cảnh giới, phối hợp bản thân thực tiễn, để thu hoạch nhiều vô cùng. Tổng kết một cái ngũ vực lưỡng thiên bên trong phân bố số lượng cao luyện đạo đạo ngân. Chúng nó cũng không đều đều, có địa phương thư thớt, có địa phương dày đặc. Này chút luyện đạo đạo ngân là ổn định, rất khó có đột biến. Thông thường tình huống hạ tăng giảm đều là vô cùng chậm rãi, cần thời gian dài dằng dặc. Này chút luyện đạo đạo ngân có thể xem là thiên địa luyện đạo nội tình cơ sở. Ở cơ sở này trên, thai nghén, diễn sinh ra đại lượng động vật, thực vật cùng với không có sự sống đặc thù cổ tài thực vật. Những động vật này, thực vật đều cùng luyện đạo tương quan, chính là luyện đạo tài nguyên. Tình huống bình thường hạ, luyện đạo đạo ngân dày đặc địa phương, luyện đạo tài nguyên cũng tương đối phong phú, cao cấp. Luyện đạo đạo ngân lưa thưa địa phương, luyện đạo tài nguyên tựu ít ỏi, cấp thấp một ít. Luyện đạo đạo ngân cùng các loại luyện đạo tài nguyên ảnh hưởng lẫn nhau. Tỷ như Phương Nguyên trước khảo sát san hô 7. Đây là một cái luyện đạo tài nguyên điểm, ngọn nguồn chính là mấy ngàn năm trước một đầu thái cổ trầm ngư tử vong. Trên người luyện đạo đạo ngân tiêu tán, một bộ phận di lưu tại bên trong đất trời. Phương Nguyên luyện đạo luyện hóa đạo ngân, chính là một khối này, là trong thiên địa luyện đạo nội tình cơ sở. Luyện đạo tài nguyên cũng không bao hàm ở bên trong. Phương Nguyên luyện hóa thành công tự nhiên đạo ngân, liền giống với một mảnh mạng nhện. Chỉ cần Phương Nguyên đặt mình trong đó là có thể cảm ứng được mạng nhện bên trong cùng luyện đạo tương quan động tĩnh.
Đây chính là luyện đạo cảm ứng. Phương Nguyên đối với luyện đạo tài nguyên có mơ hồ cảm ứng, đối với cổ tu luyện đạo hoạt động cũng có cảm ứng. Luyện đạo đạo ngân dày đặc chỗ, cảm ứng tự mãnh liệt, ổn định, rõ ràng một ít. Tỷ như có thể phát hiện tiểu quy mô phổ thông luyện đạo cổ tài. Trái lại, nếu như luyện đạo đạo ngân mỏng yếu một ít, luyện đạo cảm ứng tựu sẽ nhỏ yếu. Ở mảnh này trong khu vực, rất có thể chỉ có luyện đạo tiên tài cấp độ mới có thể bị Phương Nguyên cảm ứng được. Nếu như mạng nhện có lỗ thủng hoặc là cổ tiên ở tiên khiếu bên trong luyện cổ, như vậy Phương Nguyên là không cảm ứng được. Lợi dụng luyện hóa luyện đạo đạo ngân, Phương Nguyên có thể từ luyện đạo phương diện, đối với toàn bộ phạm vi cảm ứng bên trong vạn vật sinh linh, thiên địa hoàn cảnh, gây tự thân ảnh hưởng. Tỷ như trợ giúp Tống Diệc Thi tu luyện, giữ gìn lớn mạnh san hô bầy chờ luyện đạo tài nguyên điểm, khai sáng bị động luyện đạo đỉnh cấp sát chiêu, tương tự vô gian đạo, ở trong thiên địa trường tồn. Đơn thuần lợi dụng luyện đạo đạo ngân, tăng cường tự thân thủ đoạn, chỉ là trụ cột nhất uy năng. Từ luyện đạo góc độ đến nhìn, toàn bộ cổ tu thế giới, ngũ vực lưỡng thiên chính là một cái lớn vô cùng tiên tài. Khối này tiên tài bao dung vạn tượng, bao quát sở hữu lưu phái đạo ngân. Ta tuy rằng trở thành luyện đạo tôn giả, nhưng cũng chỉ là có thể luyện hóa khối này to lớn tiên tài bên trong một bộ phận mà thôi. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn cùng với còn lại các thời kỳ tôn giả, không không bằng là thiên địa một bộ phận vì đó sở hữu, vì đó sử dụng, đây chính là đạo chủ. Những tôn giả khác nhiều nhất có thể làm được một đạo chi chủ, ta nhưng không như thế, ta là đặc thù. Phương Nguyên Chí Tôn tiên thể, đạo ngân không bài xích nhau, toàn bộ lưu phái thông tu. Những tôn giả khác, nhiều lắm nhất chính một kỳ, chủ tu lưu phái có thể trở thành là tôn giả, phụ tu lưu phái thì lại nhiều làm tranh đấu thủ đoạn. Trên lý thuyết đến nói, Phương Nguyên nhưng là có thể đem sở hữu lưu phái toàn bộ tu thành, thăng cấp thành toàn bộ lưu phái tôn giả. Đây chính là U Hồn Ma Tôn phí đem hết toàn lực, chế tạo ra Chí Tôn Tiên Thai cổ dụng ý. Phương Nguyên tiềm lực không gì so nổi, trưởng thành không gian rộng lớn được khó có thể tưởng tượng. Những tôn giả khác đương nhiên cũng biết điểm này. Vị trí lấy không có cắn giết ta, chỉ là nhân ta ở phong ma quật bên trong cho thấy mạnh mẽ sức chiến đấu. Để Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn đều biết cắn giết ta trả giá, bọn họ đều khó mà gánh chịu. Phương Nguyên không có tiếp tục luyện hóa đạo ngân. Hắn quyết định chậm một chút. Tuy rằng Chí Tôn tiên khiếu bên trong, Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên lần thứ hai chứa đựng, lại vì hắn tong trường gần 100 viên tiên nguyên thạch. Tuy rằng hắn nắm giữ các loại luyện đạo thủ đoạn, có thể lệnh chính mình luyện đạo hiệu suất tăng trưởng mấy lần, vượt xa những tôn giả khác. Đây là chuyện rất bình thường. Luyện đạo am hiểu nhất chính là làm loại chuyện này. Ở luyện đạo phương diện, toàn diện cực lớn vượt qua song tôn, chính là luyện đạo bản thân ưu thế nơi. Nhưng lúc này, lại không thể phát huy này chút ưu thế, cũng không cần quá kích thích hai vị này tôn giả. Phương Nguyên thầm nghĩ, một khi hắn đem ưu thế của chính mình phát huy được, song tôn nhất định chấn động. Bọn họ Nguyên, vốn cho là mình đều có một ít ưu thế, một khi nhìn thấy Phương Nguyên luyện hóa đạo ngân nhanh mạnh như vậy, khẳng định ngồi không yên, nhất định liên thủ áp chế Phương Nguyên. Phương Nguyên đối với chính mình gặp vây công, đúng là cũng không sợ sệt. Dù sao hắn bây giờ tiên nguyên đã có chữ bị, tuy rằng không phải hết sức sung túc, nhưng song tôn cũng trong lúc nhất thời không thu thập được hắn, đánh. Phương Nguyên dựa vào Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên là có thể hình thành ưu thế. Nhưng này không cần thiết. Bởi vậy bộc lộ ra Phương Nguyên nội tình, đặc biệt là thiên cơ lẫn lộn sát chiêu, hết sức kế được không đủ bù đắp cái mất. Mù quáng phát huy tự thân ưu thế, nhưng thật ra là cuộc sống một đại cạm bẫy. Phương Nguyên biết rõ nhận định tình hình tầm quan trọng. Đón lấy ta luyện hóa đạo ngân, muốn chậm tốc độ lại, toàn thể hiệu suất muốn cùng song tôn gần như, đồng thời ở giữa còn muốn dừng lại mấy lần, biểu minh chính mình tiên nguyên ít ỏi. Đương nhiên, cũng không thể thái quá yếu thế, trái lại chữa lợn lành thành lợn què, thúc đẩy song tôn liên thủ thảo phạt ta. Phương Nguyên đối với trong này đúng mực bắt bí, hết sức có tâm được.
hắn nắm giữ phong phú nhân sinh kinh nghiệm, đặc biệt là 500 năm trước đời, trải qua các loại thất bại, đau khổ. Khoản này vô hình phong phú của cải vẫn đang chống đỡ hắn. Im lặng phát tài, đi tới nhất định phải bại lộ thời điểm, tin tưởng song tôn sắc mặt nhất định sẽ không đẹp đẽ thôi. Phương Nguyên lại điều động trừ vận hoa, kiểm tra tự thân khí vận. Khí vận của hắn vẫn là lò lửa hình dạng. Liên quan với điểm ấy, Phương Nguyên quan sát nhiều lần, cũng có suy đoán. Này ứng với khi là bởi vì hắn là luyện đạo tôn giả, dẫn đến khí vận hình thái có thể sẽ cố định một quãng thời gian, duy trì bất biến. Lò lửa bề ngoài vẫn là rất thô ráp, có khe hở. Nhưng rậm rạp chẳng chịt khe hở, giảm bớt 2-3 đạo. Này đáp lại cho là, bởi vì chí tôn tiên khiếu bên trong, thổ mạch đã tu bổ vòng thứ nhất, đang ở tu bổ vòng thứ hai, mà thủy mạch thì lại xây xong vòng thứ nhất. Những thứ này đều là vững chắc căn cơ thành tựu. Cùng trước so với, lò lửa bề ngoài có một cái biến hóa to lớn xuất hiện hoa sen lá sen đồ án, thanh liên hồng hoa đồ án, rõ ràng cho thấy đối ứng cửu chuyển tiên cổ thiên nguyên bảo hoàng liên. Có thể thấy được này chỉ tiên cổ đối với Phương Nguyên ý nghĩa là trọng yếu bao nhiêu. Đồ án bao trùm lò lửa xung quanh ngoại vi một vòng, sau đó ở lò lửa dưới đáy biên giới dọc theo người ra ngoài, biến thành mấy căn củ sen. Này chút củ sen đưa vào đến lò lửa bên dưới, cùng đại biểu tiên nguyên củi lửa đồng thời cháy hừng hực. Cùng trước mỏng manh hơi yếu ngọn lửa so với, lần này lò lửa dưới đáy thiêu đốt hỏa diễm, quy mô bành trướng mấy lần, tiến bộ hết sức rõ ràng. Lò lửa không có cái nắp, có thể nhìn thấy trong lò lửa cảnh tượng nguyên bản tượng trưng thiên tướng sát chiêu tiên hạc yên vụ, cùng với tượng trưng thăng luyện thiên nguyên bảo hoàng liên tảng đá cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại xuất hiện là một khối lam bạch sắc khối băng, hiển nhiên là tượng trưng cho sự thực băng nổi. Lam bạch khối băng ở lửa nóng bên trong lò chậm rãi tan rã, tản ra một tầng cảm động vầng sáng. Lò lửa đầu trên lần này hiển lộ ra đại lượng hồng nâu cát bụi, giống như đám mây lơ lửng. Hồng nâu cát bụi hình thành một cỗ nhỏ, từ từ địa truyền vào đến trong lò lửa. Hồng nâu cát bụi bị dễ dàng hòa tan, thẩm thấu đến trong lò lửa, bù đắp lò lửa khe hở, để lò lửa dần dần từ thô ráp chuyển thành bóng loáng. Này ứng với cho là đối chiếu ta luyện hóa tự nhiên đạo ngân hành vi. Nếu là ta điên cuồng luyện đạo, này hồng nâu cát bụi tựu sẽ phun trào phun mạnh, trực tiếp tắc ta lò lửa, thậm chí tạt vào mặt ta lò lửa phần đáy liệt hỏa. Chính là, tốt quá hóa dở, gợi ra song tôn liên thủ áp chế ta gay go hậu quả. Phương Nguyên sát vận nhiều lần, cùng cảnh ngộ của mình lẫn nhau đối chiếu, càng ngày càng có tâm được. Cứ việc bắt chuyển trừ vận hòa có chút cấp thấp, không quá thích hợp Phương Nguyên thân phận bây giờ. Nhưng triển lộ ra vận đạo bí mật, vẫn cứ nhắc nhở Phương Nguyên trước mắt đối với hắn có lợi nhất biến số. Một cái là luyện hóa đạo ngân, một người khác chính là thiên đạo phát triển. Luyện hóa đạo ngân tạm hoãn tiến độ, nhưng lén lút ta muốn tích cực tiêu hóa hết sự thực băng nổi. Bây giờ tiên nguyên đã không phải của ta liên lụy, ngược lại là một đại ưu thế. Có tiên nguyên thì đi dùng, đem vật cầm trong tay tài nguyên đều chuyển hóa thành tự thân gốc gác cùng thực lực. Tôn giả đều là nhất chính một kỳ. Phương Nguyên đã sớm kế hoạch, lấy luyện đạo vì là chính, lấy thiên đạo vì là kỳ. Luyện đạo là trước mắt chủ tu, nhưng bản thân luyện đạo cái này lưu phái đang làm chiến phương diện, chính là thế yếu. Luyện đạo không am hiểu thảo phạt, đây là thiên hạ công nhận. Tình huống này dưới, Phương Nguyên liền cần khác lưu phái, chống đỡ tự thân sức chiến đấu. Cái này lưu phái tốt nhất người tu hành rất ít, tỷ như họa đạo, như vậy mới có thể xuất kỳ bất ý, để cho kẻ địch khó có thể phòng bị. Lưu phái tuy nhiều, Phương Nguyên lựa chọn cũng không nhiều, kết hợp với tự thân cụ thể thật tình, thiên đạo tuyệt đối chính là lựa chọn hàng đầu. Tu hành thiên đạo cổ tu, đã ít lại càng ít, ngưỡng cửa quá cao. Thiên đạo bản thân rất là đặc thù, tiềm lực phi phàm, uy năng chắc tuyệt. Luyện đạo vì là chính, thiên đạo vì là kỳ. Đây chính là Phương Nguyên trước mắt tu hành kế hoạch. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn trước cấp cho Phương Nguyên luyện thiên ma tôn tên gọi, thật ra thì vẫn là hết sức đúng trọng tâm.
Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 3262, quá đẹp con vớt. Thuộc hạ bái gặp minh chủ. Một đám giao nhân cổ tiên vẻ mặt kính cẩn đến cực điểm, quỳ đảo ở Phương Nguyên dưới chân. Phương Nguyên ánh mắt quét qua, có chút bất ngờ. Hắn phát hiện này chút giao nhân cổ tiên đều là nữ tử, hoặc là kiều mị, hoặc là dịu dàng, hoặc là băng thanh. Tu vi cao nhất vì là thất truyền, có 2 vị, còn lại 4 vị đều là lục truyền. Đều là nữ tiên sao? Phương Nguyên trong lòng lẩm bẩm một câu, này có chút bất hảo. Hắn di chuyển đám này giao nhân vào ở Chí Tôn Tiên Khiếu, chính là vì để cho bọn họ phồn diễn sinh sống. Không có nam tính giao nhân cổ tiên, nữ tiên đúng là nhiều đến 6 vị, này tựu rất là âm thịnh dương suy. Bất quá, Phương Nguyên lại nghĩ đến giao nhân chủng tộc này. Bản thân nữ tính địa vị tựu cao hơn nam tính. Giao nhân tuyển cử thánh nữ, chưa bao giờ tuyển cử quá thánh tử. Có lẽ giao nhân vương đình đều đi ra này chút nữ tiên, không có lẫn lộn một vị nữ tiên, cũng là đối với hắn biểu thị cung kính một loại phương thức thôi. Các ngươi bản thân liền là thiên địa nhất gia đại ái minh thành viên, lần này vào ở Chí Tôn Tiên Khiếu thì càng là người của ta. Ghi nhớ kỹ tuân thủ bên trong quy củ, tình hình cụ thể và tỉ mỉ sẽ có người báo cho các ngươi. Nói, Phương Nguyên liền mở ra tiên khiếu môn hộ. Chúng ta xin nghe minh chủ giáo huấn. Giao nữ các cổ tiên vội vã theo tiếng, khéo léo đi vào môn hộ. Sau một khắc, các nàng tầm nhìn chợt biến, phát hiện mình đặt mình trong ở một mảnh rộng lớn trong bầu trời. Dưới chân là một mảnh trắng nõn vân thổ, xa xa là một tòa thành trì, giống như to lớn ốc biển, tiêu tán óng ánh tinh mang. Các ngươi vừa rồi ngẩng đầu sao? Không có a. Ta chưa từng như này cự ly cách mặt đất tiếp xúc minh chủ đại nhân, vẫn luôn hạ thấp xuống đầu đây. Ta là nổi lên toàn bộ dũng khí, ở đứng dậy đi vào tiên khiếu môn hộ thời điểm, len lén liếc một chút. Trời ơi, minh chủ đại nhân đúng là quá đẹp. Minh chủ đại nhân nắm giữ tôn giả tu vi, lại như vậy thương cảm chúng ta dị nhân. Then chốt hắn còn xinh đẹp như vậy. Ta còn chưa từng gặp mỹ lệ như vậy ôn nhu đại nhân vật đây. Hai vị lục chuyển giao nữ cổ tiên hiển nhiên bình thường quan hệ thân mật, châu đầu ghé tai tâm tình thập phần hưng phấn, toát ra đối với Phương Nguyên sùng bái cùng kính yêu. Cho tới còn lại hạ 2 vị lục chuyển nữ tiên, nhưng là sắc mặt nghiêm nghiêm túc, hậm hực không vui, đều đừng lên tiếng. Thủ lĩnh một trong ngư tư có chút không vui, minh chủ đại nhân, kỳ thực các ngươi có thể soi mói bình phẩm. Nơi này chính là Chí Tôn Tiên Khiếu. Nữ tiên nhóm vội vã cúi đầu, không nói nữa, chỉ dùng ánh mắt không ngừng giao lưu, khó có thể che giấu nội tâm kích động. Một vị khác thủ lĩnh Liên Khả Tâm thì lại vươn tay ra, cầm ngư tư tay, biểu thị an ủi. Liên Khả Tâm, ngư tư cùng với Tạ Ngưng Tư chính là giao nhân vương đình 3 vị đương gia. Lần này Phương Nguyên hạ xuống di chuyển giao nhân vào ở Chí Tôn Tiên Khiếu. Giao nhân vương đình sao dám không theo. Giao nhân vương đình sau khi nhận được mệnh lệnh, liền khẩn cấp thương nghị một ngày một đêm. Cuối cùng, giao nhân vương đình đem nhà mình 2 vị đương gia cùng với còn lại 4 vị dung mạo xuất chúng nhất giao nhân nữ tiên đều tuyển ra, tổng cộng dâng hiến cho Phương Nguyên. Vì thế chia rẽ 2 đối với tiên lữ, trong đó một đôi cũng đã nói chuyện cưới gả. Giao nhân vương đình không có bát truyền, đứng đầu nhất 3 vị thất truyền sức chiến đấu chính là nắm quyền 3 vị thái thượng đại gia lão, trực tiếp tiêu điều đi ra 2 kế đến. Có thể thấy được giao nhân vương đình quyết tâm. Bọn họ sau đó lại loại bỏ nam tiên, chuyên môn đem khuôn mặt đẹp nhất nữ tiên chọn lấy ra. Này loại cân nhắc tựu có cạnh phía trên nguyên, nỗ lực phấn đấu một ít ý tứ. Cái này cũng không kỳ quái. Nhân tộc chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Giao nhân vương đình sinh tồn đến nay, thói quen thấp kém cầu sinh sinh hoạt. Lúc trước nhạc thổ tiên tôn ra tay bảo vệ giao nhân vương đình. Nhạc thổ tiên tôn từ trần phía sau, lực ảnh hưởng của hắn từ từ biến mất. Giao nhân vương đình liền cùng Đông Hải chính đạo siêu cấp thế lực nhiều lần thông gia, cũng phi thường yêu thích chiêu nạp một ít Đông Hải tán tu cường giả là con rể. Giao nhân vương đình vốn là loại này làm việc dòng suy nghĩ,
bọn họ được lợi ở nhạc thổ tôn giả mới có thể bị Đông Hải nhân tộc thế lực thừa nhận. Hiện tại Phương Nguyên cũng là tôn giả, đồng thời thao túng Đông Hải, giao nhân Vương Đình không giống những nhân tộc khác thế lực. Căn bản nương nhờ vào không được Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn, cũng chỉ có thể nương nhờ vào ba tòa bên trong thân cận nhất dị nhân Đại Ái Tiên Tôn. Vì lẽ đó, cứ việc có hai vị nữ giao nhân cổ tiên bị chia rẽ, trong lòng có chút oán hận, cũng vì tộc quần, đều có hy sinh chính mình cá nhân hạnh phúc giác ngộ. Chỉ là các nàng vừa rồi cùng Phương Nguyên gặp mặt, tiêu gặp một lần đả kích nặng nề. Giao nhân nữ tiên nhóm cũng không phải là không biết Phương Nguyên hình tượng. Bất kể là tiên đình vẫn là cái gì khác nhiệm vụ, đều có hình ảnh lưu truyền tới. Giao nhân nữ tiên nhóm biết Phương Nguyên thanh tú xinh đẹp, thế nhưng tự mình gặp được, nhưng vẫn bị Phương Nguyên đẹp rung động thật sâu. Này không chỉ là bên ngoài trên vẻ đẹp, càng là thân mang nồng nặc đạo ngân. Mọi cử động có đại đạo khí tức, do đó từ trong xương tỏa ra một luồng phi phàm mị lực, không gì sánh nổi độ lượng, khí tràng, khiến lòng người gãy. Đổi thành Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn, tuy rằng đạo ngân cũng rất nhiều, thế nhưng là không bằng Phương Nguyên hấp dẫn giao nhân nhóm. Bởi vì giao nhân trời sinh có thủy đạo đạo ngân, Phương Nguyên thủy đạo đạo ngân thì lại cao tới hơn 2 triệu, này thì có thiên nhiên thân cận. Ngư Tư làm vì lần này thủ lĩnh một trong, là nhất chủ trương kính dâng tự thân tất cả, lợi dụng sắc đẹp các loại chăm chú dựa vào Phương Nguyên cổ tiên. Kết quả, nàng tận mắt thấy Phương Nguyên phía sau, rung động thật sâu, cảm giác mình cùng Phương Nguyên so với, giống như giác cùng khiết mây, trong bóng tối tự ti mặc cảm. Liên Khả Tâm cùng Ngư Tư ở chung rất lâu, lại thêm chính mình bản thân trải qua, rõ ràng Ngư Tư trong lòng rung chuyển bất an. Nàng nắm chặt Ngư Tư tay, lặng yên truyền âm, Phương Nguyên đại nhân mặc dù lại đẹp, dù sao nhưng vẫn là thân nam nhi. Chỉ cần điểm ấy bất biến, chúng ta thì có hy vọng. Ngươi có thể nghĩ Cự Dương Tiên Tôn. Ngư Tư hơi gật đầu, nỗ lực vững vàng tâm tình. Vào lúc này, một vị Mao dân cổ tiên bay tới. Chư vị giao nhân tiên hữu, tại hạ Mao Thập Nhị, đặc biệt tới tiếp ứng chư vị. Mao Thập Nhị mở miệng nói. Ngư Tư vội vã mỉm cười, khách khí với Mao Thập Nhị vài câu, sau đó cho bên cạnh Thang Quỳnh một cái ánh mắt. Thang Quỳnh chính là giao nhân Vương Đình Thái Thượng trưởng lão, một thân màu vàng vẩy cá, dịu dàng động lòng người, mỉm cười hiền lộ lúm đồng tiền, càng thêm khả ái khí. Nàng tuy rằng địa vị không kịp Ngư Tư, Liên Khả Tâm, Tạ Ngưng Tư, nhưng cũng gần bằng với các nàng. Được ba người các nàng trọng dụng, suốt ngày o làm ở chính vụ, hối hả ngược xuôi, ngoại giao năng lực rất mạnh. Thang Quỳnh được Ngư Tư bày mưu đặt kế, lập tức đi lên phía trước, đưa cho Mao Thập Nhị một mảnh vỏ sò. Mao Thập Nhị gặp này vỏ sò chính là hiếm thấy thất truyền luyện đạo tiên tài, tại chỗ vui lòng nhận, thái độ lại nhiệt tình mấy phần. Chư vị, mời đi theo ta. Các ngươi chạm thứ nhất chính là Tinh La Thành, đây chính là lập tức chí tôn tiên khiếu đầu mối nơi. Tinh La Thành nơi vân thổ cũng không rộng rộng, một đám cổ tiên một đường bay nhanh, rất nhanh liền tiến vào Tinh La Thành. Ở Mao Thập Nhị dẫn dắt hạ, giao nữ các cổ tiên bước vào chủ điện, bái kiến chủ điện người. Vị này tọa trấn chủ điện cổ tiên, cũng là một vị nữ tử, chuyên tu âm đạo, bát truyền khí tức tràn ngập đại điện. Nàng thân mang phấn hồng cung thường, hốc mắt so với người thường phải sâu hãm mấy phần, sống mũi cao thẳng, một đôi mắt mê hoặc cảm động, chính là Diệu Âm tiên tử. Giao nữ môn dồn dập bái kiến. Diệu Âm tiên tử ngồi ngay ngắn địa vị cao, nhìn xuống này chút cổ tiên, biểu hiện có chút nghiêm túc, mở miệng nói, các ngươi mới đến, cần phải biết chúng ta chí tôn tiên khiếu bên trong quy củ, đồng thời cả đời ghi nhớ tuân theo. Ở đây chí tôn tiên khiếu bên trong là không nuôi người không phận sự. Bất kể là chư vị, vẫn là giao nhân bộ tộc địa vị, đều dựa vào chính các ngươi hai tay nỗ lực phấn đấu mới có thể có. Cống hiến bảng có lợi kế được rõ rõ ràng ràng, vừa xem hiểu ngay, trộm gian dùng mánh lưới muốn. Nhất không được, đều nghe rõ sao, là chúng ta nhất định xin nghe Diệu Âm đại nhân giáo huấn. Giao nữ môn cúi đầu cùng kêu lên trả lời.
Diệu Âm tiên tử hơi gật đầu, lại đưa ánh mắt về phía Mao Thập Nhị. Ngươi nếu tiếp nhận chỉ dẫn giao nhân cổ tiên nhiệm vụ, liền do ngươi dẫn dắt các nàng truyền nhất truyền, quen thuộc một cái Tinh La Thành bố trí. Nói, Diệu Âm tiên tử nhẹ nhàng vung tay lên, bay ra mấy chục con cổ trùng. Mao Thập Nhị đạo một tiếng là, đêm này chút cổ trùng đều hoàn toàn tiếp đó. Lại đối với giao nhân nữ tiên nhóm nói, mời chư vị đi theo ta. Giao nhân nữ tiên nhóm liền dồn dập xin cáo lui, đi theo Mao Thập Nhị ly khai chủ điện sau, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Vị này Diệu Âm tiên tử vốn chỉ là Nam Cương thất truyền cổ tiên, tùy tùng đại ái tiên tôn, tu vi tiểu tăng lên tới bát truyền. Giọng nói của nàng không quen, sợ là nhìn ra bọn ta dự định, vì lẽ đó gõ đánh chúng ta đây. Liên Khả Tâm, Ngư Tư bí mật truyền âm giao lưu. Khác một bên, Thang Quỳnh thì lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò Mao Thập Nhị, có liên quan Diệu Âm tiên tử thân phận, có phải là Tinh La Thành thành chủ. Tới đây trước, giao nhân Vương Đình làm rất nhiều chuẩn bị. Diệu Âm tiên tử, Bạch Thỏ cô nương này chút Phương Nguyên biết tên thuộc hạ, các nàng đều chuẩn bị lễ vật. Nhưng vừa rồi đại điện bên trong bầu không khí, Thang Quỳnh căn bản không đưa ra đi. Mao Thập Nhị hơi lắc đầu, nguyên bản Tinh La Thành chủ chính là Chiến Thú Vương lão nhân gia người, đáng tiếc ở tai kiếp bên trong hoàn toàn chết đi. Hiện tại Tinh La Thành bên trong là do Diệu Âm, Bạch Thỏ cùng với Ngô Soái, khí hải các chư vị bát truyền các đại nhân luân phiên trấn thủ. Nghe xong lời này, giao nhân các cổ tiên lại nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai Diệu Âm tiên tử cũng không phải là chân chính Tinh La Thành chủ, không có nắm giữ quá nhiều thực quyền. Ngư Tư hai mắt mở sáng, nàng nghĩ đến chính mình nhóm người này cùng Phương Nguyên bản thể cơ hội tiếp xúc quá ít, thế nhưng chí tôn tiên khiếu bên trong nhưng có Phương Nguyên phân thân. Nếu như cùng phân thân phát sinh quan hệ mật thiết, cái kia cũng đạt tới mục đích. Giao nhân nữ tiên nhóm đi theo Mao Thập Nhị, đi tới Tinh La Thành bên trong quảng trường. Ở trong quảng trường, đứng vững vàng ba căn trụ lớn. Trụ lớn bề ngoài phù du vô số văn tự, hình thành ba đại bảng danh sách. Giao nhân nữ tiên nhóm còn chưa tới kịp nhìn kỹ, Mao Thập Nhị tự phân biệt phân phát cổ trùng. Này chút cổ trùng chính là chủ điện bên trong, Diệu Âm tiên tử đưa cho Mao Thập Nhị. Mỗi một vị giao nữ cổ tiên đều phân đến rồi 5 con, đều là ngũ truyền phàm cổ. Trong đó 3 con cổ trùng, giao nhân nữ tiên nhóm đều rất quen thuộc, biết chúng nó phân biệt đối ứng cống hiến bảng, nhiệm vụ bảng, hối đoái bảng. Phương Nguyên bố trí 3 bảng, cũng không chỉ là ở chí tôn tiên khiếu bên trong, bất kể là dị tộc đại liên minh, vẫn là chính khí minh đều có bố trí. Vì lẽ đó, giao nhân nữ tiên nhóm đều biết. Mao Thập Nhị nói, các ngươi sau này đều phải sinh hoạt ở chí tôn tiên khiếu trong đó, cùng ban đầu sinh hoạt cũng không giống nhau. Sau này trừ phi chủ thượng hạ lệnh, các ngươi mới có đi ra cơ hội. Các ngươi bây giờ có thể ngắm nghía cẩn thận này ba đại bảng danh sách, đây là chúng ta bên trong bảng. Thiên địa nhất gia đại ái minh bên trong đó là ở ngoài bảng, hai cái vẫn là có rất nhiều khác biệt. Hiện nay, bất kể là chính khí minh, vẫn là dị tộc đại liên minh đều nhập vào thiên địa nhất gia đại ái minh bên trong. Hai phe này nhân mã đánh, tự thành một thế lực. Riêng mình tâm tình tự nhiên hết sức phức tạp. Nhưng ở Phương Nguyên tôn giả tu vi xuống, cường níu dưa quả nó ngọt không ngọt, ngươi không ngọt cũng phải ngọt. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 3263, Cổ Nguyệt Phương tưởng còn vớt. Mao Thập Nhị cười ha ha, khách sáo vài câu. Quay đầu lại nhìn thấy giao nhân nữ tiên nhóm, tựu thấy các nàng vẻ mặt hốt hoảng, cá biệt cổ tiên trong mắt càng chứa đựng lệ ánh sáng. Mao Thập Nhị hơi kinh hãi, vội hỏi, chư vị tiên hữu, nhưng là ta có cái gì chỗ mạo phạm? Còn chưa nói hết, Liên Khả Tâm tựu ngắt lời nói, Mao Thập Nhị tiên hữu không dâu sầu lo, chúng ta là nhìn thấy ở đây chí tôn tiên khiếu trong đó, bất kể là nhân tộc, vẫn là mặc nhân, cũng hoặc là người đá, tuyết dân các loại, đều ở chung hòa hợp, đối xử bình đẳng, địa vị bình đẳng, thân mật không kẽ hở.
Nói thật, ta chưa từng gặp như vậy tràng diện. Ta thậm chí không dám huyễn tưởng, trời bên dưới càng có nơi như thế này. Mao Thập Nhị trầm mặc. Hắn vốn là Lang Gia Phái một thành viên, tuy rằng Lang Gia Phúc Địa bí ẩn phi thường, nhưng hắn cũng hết sức rõ ràng ở ngũ vực lưỡng thiên. Bên trong, các dị nhân địa vị cùng loại thấp hạ, ở nhân tộc ức hiếp hạ kéo dài hơi tàn sinh hoạt trạng thái. Đổi vị trí suy nghĩ, ở Đông Hải Giao Nhân Vương Đình, vẫn là nơi ở nhân tộc siêu cấp thế lực bao vây trong đó, sinh tồn áp lực so với Lang Gia Phái Mao dân nhóm còn phải lớn hơn nhiều. Tinh La Thành dưới mắt tình cảnh này, tuy rằng bình thường đến cực điểm, thế nhưng mang cho giao nhân nữ tiên nhóm lực xung kích là rất mãnh liệt. Chính là như thế một khắc, giao nhân nữ tiên đồng loạt sinh ra một cái tương tự chính là cái nhìn. Mặc dù chí tôn tiên khiếu hoàn cảnh biến được hỗn loạn gấp 10 lần, hung hiểm gấp 10 lần, các nàng cũng phải ở chỗ này sinh tồn được. Có lẽ ở đây mới là chúng ta chân chính quê hương. Ngư Tư trong miệng nỉ non, nơi này sinh hoạt thật sự quá tốt đẹp. Liên Khả Tâm thở dài một tiếng, ta hiện tại mới hoàn toàn rõ ràng cái gọi là đại ái sâu sắc hàm nghĩa. Chủ thượng không hổ là đại ái tiên tôn, tiên đình, trường sinh thiên thật sự rất đáng hận. Bất kể là Tinh Túc tiên tôn, vẫn là Cự Dương tiên tôn, hoàn toàn cùng chúng ta chủ thượng không thể so sánh mà. Một vị gia nhân nữ tiên nói về đến phương nguyên, biểu hiện cùng ngữ khí đều từ từ bắt đầu cuồng nhiệt. Mao Thập Nhị giơ ngón tay cái lên, kiêu ngạo mà nói, nhìn khắp các thời kỳ tôn giả, chủ thượng độ lượng là cái này. Nhà thổ tiên tôn xem trọng chủ thượng, đem di sản đều giao cho chủ thượng, đây là tất nhiên. Nhân vì là những người khác đều không có tư cách này. Tùy tùng chủ thượng, chúng ta mới có hạnh phúc khả năng à. Các ngươi nếu sâu sắc nhận biết được điểm này, như vậy sau này tựu đem hết toàn lực giữ gìn nơi này đi. Bởi vì cái này cũng là giữ gìn hạnh phúc của các ngươi sinh hoạt à. Giao nhân nữ tiên nhóm liên tục gật đầu, có vài vị đều lưu xuống kích động nước mắt. Thoáng khôi phục tâm tình, Thang Quỳnh liền hỏi nói, không biết tòa này phân điện lại có gì chợ ảo diệu đây? Mao Thập Nhị a một tiếng, biểu hiện biến được trở nên phức tạp, vừa có tự hào cùng kiêu ngạo, lại có một ít hưng phấn, kích động, thậm chí còn kèm theo một ít sợ hãi. Mặc dù Mao Thập Nhị khuôn mặt bộ lông đều không cách nào che lấp đi hắn thời khắc này biểu hiện, cái này không thể nghi ngờ để giao nhân nữ tiên nhóm càng hảo cảm kỳ. Tiếp đó, nữ tiên nhóm tự nghe Mao Thập Nhị giới thiệu, ở đây vốn là một tòa đại trận, tên là Can Mệnh Đại Trận, nhưng gần đây bị chủ thượng thay đổi, trở thành một tòa tiên cổ ốc. Hiệu quả của nó rất tuyệt, hết sức thực dụng. Nói tới chỗ này, Mao Thập Nhị lần thứ hai giơ ngón tay cái lên. Sau đó, hắn nhìn giao nhân nữ tiên nhóm, dùng bao hàm thâm ý ngữ khí nói bổ sung, tương lai các ngươi nhất định sẽ dùng đến. Trải qua Mao Thập Nhị một phen càng thêm giới thiệu cặn kẽ, Gan Mệnh tiên cổ ốc thành công cho giao nhân nữ tiên nhóm để lại ấn tượng sâu sắc. Tinh La Thành không có gì tốt giới thiệu, Mao Thập Nhị liền dẫn giao nhân nữ tiên nhóm bay hạ Tiểu Cửu Thiên. Đoàn người đi tới Tiểu Đông Hải, treo lơ lửng nhìn xuống phía dưới hải vực, sóng lớn cuồn cuộn, gió biển phơ phất. Mao Thập Nhị nhân tiện nói, ở đây chính là chủ thượng định cướp lại. Các ngươi này một nhóm giao nhân sau này sinh tồn, sinh sôi đất. Giao nữ các cổ tiên vội vã riêng phần mình thôi thúc điều tra thủ đoạn, tra xét vùng biển này vượt hoàn cảnh. Làm cho các nàng có chút mừng rỡ là, vùng biển này bên trong có đại lượng phổ thông cổ tài, chỉ là phân bố 10 phần hỗn loạn, không hề quy luật. Đồng thời rất nhiều cổ tài tương khắc, nơi ở hao tổn biến mất trạng thái trong đó. Cái tình huống này căn nguyên hay là bởi vì chí tôn tiên khiếu đạo ngân. Chí tôn tiên khiếu đạo ngân rất nhiều, bởi vậy sẽ tự nhiên diễn sinh ra đại lượng cổ tài đến. Hay bởi vì đạo ngân không bài xích nhau, dẫn đến dị thường tình thế liên tiếp phát, cổ tài phân bố hỗn loạn, đồng thời trạng thái hết sức không ổn định. Đây là ngũ vực lưỡng thiên địa đồ, là 3 ngày trước phiên bản, xem như là ta đưa cho chư vị. Mao Thập Nhị ngón tay xoa một cái, bay ra một con tín đạo phàm cổ. 3 ngày trước phiên bản, Ngư Tư hết sức nhạy cảm. Đúng thế. Mao Thập Nhị gật đầu, giải thích,
Bởi vì dị thường tình thế nhiều lần phát sinh, rất nhiều địa hình sẽ phát sinh kịch liệt thay đổi. Lại có chủ thượng thỉnh thoảng đặt tài nguyên điểm, lại sẽ chiếm đoạt động thiên phúc địa đi vào. Vì lẽ đó ngũ vực lưỡng thiên địa đồ vẫn luôn là ở nhiều lần biến hóa trong đó, cần phải kịp thời thay mới. Ngư Tư thử thăm dò vào thần niệm, lập tức tự kinh hô thành tiếng, như thế lớn. Tiếng kinh hô gây nên cái khác giao nhân nữ tiên chú ý. Các nàng rất ít có thể nhìn thấy Ngư Tư Thái Thượng trưởng lão như vậy thất thố đây. Mao Thập Nhị lộ ra một vẻ kiêu ngạo, cười nói, chí tôn tiên khiếu nguyên bản tự không gian rộng lớn, cao tới 500 triệu mẫu. Trải qua chủ thượng nhiều lần nuốt khiếu, độ kiếp các loại, bây giờ không gian bành trướng hơn 100 lần, đột phá 50 tỷ mẫu. Còn lại gia nhân nữ tiên nhóm nghe được tin tức này, sắc mặt rải ra, khiếp sợ không thôi. Mao Thập Nhị cười nữa một tiếng, yên tâm đi, đem tới nơi này còn sẽ còn lớn hơn nữa. Mặc dù là nào đó một ngày, chí tôn tiên khiếu vượt qua ngũ vực lưỡng thiên, chúng ta đều không hề thấy quái lạ. Các người lãnh địa phạm vi, ta đã trên địa đồ đánh dấu được rồi. Nhiệm vụ của ta tuy rằng đến đây là kết thúc, thế nhưng chư vị như có nhu cầu, có thể thông qua này chỉ tín đạo phàm cổ đến liên lạc ta. Ta hiện tại chỗ cư trụ chính là Hoàng Mao Đại Lục, hằng ngày phụ trách thống lĩnh Hoàng Mao Mao dân một mạch, cùng chư vị chính là hàng xóm đây. Ngư Tư, Liên Khả Tâm vội vã ngỏ ý cảm ơn, đồng thời cũng móc ra riêng mình tín đạo phàm cổ, chuyên môn dùng cho liên lạc, cùng Mao Thập Nhị tiến hành trao đổi. Mao Thập Nhị từ biệt chư vị giao nhân nữ tiên, thân ảnh biến mất ở phía chân trời. Ngư Tư cùng Liên Khả Tâm thương nghị một phen sau, này sáu vị giao nhân nữ tiên liền bắt đầu bận rộn đứng lên. Các nàng một mặt phân công nhân thủ, tỉ mỉ tra xét xung quanh hoàn cảnh, trên cùng vân không, hạ chấm đất ngọn nguồn, đồng thời thống kê tài nguyên. Khác một mặt lại sắp xếp cổ tiên, bố trí loại cực lớn phòng hộ cổ trận. Hai một công việc đều sau khi hoàn thành, giao nhân nữ tiên nhóm dồn dập mở ra tiên khiếu môn hộ. Từng nhóm giao nhân nhóm liền kéo ra mang khẩu địa đi tới nơi này mảnh hải vực. Ở giao nhân cổ tiên chỉ thị hạ, đám này hơn 80 vạn giao nhân nhóm bắt đầu ngay ngắn có thứ tự địa kiến tạo phòng ốc, tạo thành biển ngọn nguồn thôn trang, trấn nhỏ, thậm chí trung tâm thành trì. Giao nhân nữ tiên nhóm thiết trí 6 tòa thành trì, mỗi một vị cổ tiên trấn thủ một tòa. Thành trì bao quanh trấn nhỏ càng ở ngoài nhưng là thôn trang. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, giao mọi người sinh hoạt vật tư là không thiếu. Hỗn loạn tình huống không thể tránh khỏi, dù sao cũng là mới đến. Thế nhưng ở giao nhân nữ tiên nhóm chỉ huy cùng khống chế hạ, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ tổn thất. Cứ như vậy mang hoạt 9 ngày 9 đêm, gặp được giao nhân các con dân cơ bản ổn định lại, Ngư Tư, Liên Khả Tâm liền triệu tập quần tiên thương nghị chuyện quan trọng. Phổ thông cổ tài chủng loại nhiều, nhưng mỗi một phần hàm lượng nhưng không cao, đồng thời thường xuyên kịch biến. Theo ý ta, không bằng tổ chức giao nhân các cổ sư, mỗi một quãng thời gian liền đem này chút cổ tài thống nhất thu tập. Hoàn cảnh xung quanh vẫn là tương đối an toàn, hoang thú rất ít, càng đừng nhắc tới thượng cổ hoang thú. Hải tảo, cá tôm trở thường gặp đồ ăn hầu như không có, cần chúng ta bồi dưỡng ra. Thậm chí muốn sáng tạo một bộ đầy đủ tương đối ổn định sinh thái. Nơi này tiên tài ít ỏi. Dựa theo địa đồ đến nhìn, cách chúng ta gần nhất tiên cấp tài nguyên điểm là thất bảo hải tuyền, sản xuất thất bảo thủy. Không muốn đánh tài nguyên điểm chủ ý, nơi này là chí tôn tiên khiếu, tất cả tài nguyên điểm đều là chủ thượng. Chúng ta muốn thu được tài nguyên, chính là phải hoàn thành nhiệm vụ, dùng cống hiến đổi lấy. Nói tới nhiệm vụ, mấy ngày qua giao nhân nữ tiên nhóm đều ở tích cực nghiên cứu. Mao Thập Nhị rất có đạo lý, ta cho rằng đón lấy chúng ta phải toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, chứng minh giá trị của chúng ta. Cứ như vậy mới có thể để cho hắn cổ tiên nhận thức nhưng chúng ta. Ta cẩn thận so sánh quá, phát hiện thích hợp nhất nhiệm vụ của chúng ta là bố trí thủy đạo tài nguyên điểm. Chủ thượng hùng tài vĩ lược, khí phách rộng lớn, đang đánh tạo thủy mạch. Bây giờ vòng thứ nhất thủy mạch đã hoàn thành, đang ở mới xây vòng thứ hai thủy mạch. Đây chính là bọn ta cơ hội a. Lời ấy có lý.
nhưng những nhiệm vụ khác chúng ta cũng không thể từ bỏ. Đặc biệt là một ít dính đến cái khác cổ tiên nhiệm vụ, ta cho rằng chúng ta không ngại nhận một ít, dựa vào nhiệm vụ cơ hội. Nhận thức nơi này cổ tiên, tận lực cùng bọn họ giao hảo. Tới đây trước, chúng ta toàn lực chuẩn bị lễ ra mắt nhưng là còn lưu có tuyệt đại đa số đây. Giao nhân nữ tiên nhóm thương nghị thỏa đáng sau, liền do ngư tư tọa trấn vùng biển này vực, phụ trách kiến thiết sinh thái. Vì là quảng đại giao nhân hình thành ổn định nguồn thức ăn, mà lấy Liên Khả Tâm cầm đầu bốn vị nữ tiên nhận nhiệm vụ, đi xa các nơi. Một phương diện thu thập tình báo, một phương diện khác thành lập ngoại giao. Liên Khả Tâm tiêu hao hơn một ngày thời gian, bay đến Hoàng Mao Đại Lục. Mao Thập Nhị sớm liền được Tín Cổ thông báo, ở trên không đón lấy. Có câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, song phương đều có giao hảo ý nguyện. Liên Khả Tâm lần thứ hai đưa lên lễ ra mắt, mấy ngày qua nàng nghiên cứu cống hiến bản, đã phát hiện ở đây chí tôn tiên khiếu bên trong, Mao dân là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Mao Thập Nhị cũng chuẩn bị đáp lễ, phân lượng cũng không nhẹ. Bước đầu trao đổi một phen sau, Mao Thập Nhị biết được giao nhân nữ tiên nhóm hành động. Hắn cười đối với Liên Khả Tâm nói, lần này, các ngươi là làm đúng. Ở ngũ vực lưỡng thiên bên trong, cổ tiên đến nhà đến thăm, sẽ thiết yến khoản chờ, không đủ nhất, cũng yếu lược chuẩn bị nước trà. Nhưng tình huống này ở chí tôn tiên khiếu bên trong, căn bản không có. Chúng ta làm sao có thời giờ cùng rảnh rỗi, đi làm này chút vô dụng yến hội đây. Các ngươi lần này nhận nhiệm vụ, mượn nhiệm vụ đến ngoại giao, thật sự là cử chỉ sáng suốt. Nếu là thật dựa theo ngũ vực lưỡng thiên quen thuộc đi làm, hiệu quả tất nhiên không tốt. Liên Khả Tâm nghe xong lời này, nhất thời có chút vui mừng. Sau đó chặt chẽ đón lấy, nàng tiểu lãnh hội được chí tôn tiên khiếu bên trong cổ tiên phong cách hành sự. Mao Thập Nhị nói thẳng, ngươi cùng ta đều nhận vun bón cổ tiên hạt giống nhiệm vụ, chúng ta tựu lên đường đi. Dành thời gian, xem trước là tối trọng yếu một cái. Liên Khả Tâm liền tùy tùng Mao Thập Nhị, một trận bay nhanh, sau đó che giấu khí tức, rơi vào một mảnh trong rừng núi. Một vị Mao dân cổ sư gặp truy sát, vết thương chằng chịt, ở trong núi rừng loạn choạng mà đi. Tiếng la giết từ phía sau mơ hồ đến gần. Liên Khả Tâm điều tra một cái, phát hiện vị này Mao dân cổ sư càng là một vị Mao dân cùng nhân tộc con lai. Hắn gọi là Cổ Nguyệt Phương Tưởng, Mao Thập Nhị đúng lúc giới thiệu. Liên Khả Tâm nhất thời con ngươi đột nhiên rụt lại, cả người rung bần bật. Mao Thập Nhị liền vội vươn tay, đừng làm loạn nghĩ. Hắn cũng không phải là chủ thượng huyết mạch, mà là Cổ Nguyệt Phương chính con trai. Khà khà, chủ thượng giải toán mưu sâu, chúng ta không thể phỏng đoán, chỉ là vong mệnh vẫn trong bóng tối vun bón người này, vì đó sắp xếp gặp gỡ, bố trí ngăn trở. Đây chính là lập tức chúng ta Mao dân cổ sư bên trong lớn nhất từ cách cổ tiên mầm mống. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 3264, tình yêu đột nhiên đánh tới con vớt. Hô, 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 Cổ Nguyệt Phương Tưởng thở hổn hển, trốn ở một cây cổ mộc sợi rễ trong đó. Cổ mộc cao ngất, lộ ra mặt đất ra to lớn rễ cây, đan sen chằng chịt, rất là che khuất. Cổ Nguyệt Phương Tưởng tốt không dễ dàng tạm thời đào thoát truy sát, được thở dốc cùng nghỉ dưỡng sức cơ hội. Hắn miệng và mũi vẫn cứ ở không ngừng chảy máu, vội vã sở trường lưng lau lau rồi một cái miệng tránh, liền bắt đầu kiểm tra tự thân tình hình. Cổ Nguyệt Phương Tưởng sắc mặt trầm ngưng hạ xuống, hắn phát hiện trên người miệng vết thương có mười mấy nơi, gãy xương ba chỗ, nghiêm trọng nhất là nội tạng bị hao tổn, cần lập tức trị liệu. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải kinh hoàng như vậy. Dù sao thương thế như vậy, hắn đã không phải là lần một lần hai đã trải qua. Cổ Nguyệt Phương Tưởng xé ra ngực xiêm y. Xiêm y của hắn trải qua ác chiến vốn là rách tả tơi, tùy ý tự lôi kéo ra, lộ ra mọc đầy lông đen lồng ngực. Trên lồng ngực một đạo miệng vết thương dài mà sâu, có thể thấy được gãy lìa nhợt nhạt xương sườn. Cổ Nguyệt Phương Tưởng cắn chặt hàm răng, thôi thúc cổ trùng. Trị liệu cổ trùng giống như giết,
từ thương thế của hắn nơi cửa xuyên vào bên trong cơ thể, lập tức tựu trấn áp xuất huyết bên trong ác tình hình. Không mất một lúc, này đầu rết liền mang theo cả người vết máu, chui ra của Nguyệt Phương Tường trong cơ thể, nằm úp sấp ở trên vết thương của hắn. Hơn trăm đối với tiếp xúc chân trực tiếp cắm vào miệng vết thương hai bên trong da thịt, đau nhức kéo tới, để cổ Nguyệt Phương Tường hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức rết chậm rãi dùng sức, chăm đối với đủ chi cường hành mang theo da thịt, phát sinh cọt kẹt nhẹ nhàng tiếng vang, cuối cùng dùng được to lớn miệng vết thương miễn cưỡng hợp khép lại. Như vậy xử lý thương thế, chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhưng cổ Nguyệt Phương Tưởng trong lòng rõ ràng, trước mắt căn bản không có lúc cơ để hắn thong dong chữa thương. Ở đây có vết máu, mau tới, mau tới. Đều cẩn thận chút, tên tặc này tử hết sức khó giải quyết đây. Sợ cái gì, dù cho hắn có ngũ truyền tu vi, chúng rồi đầu lĩnh tàn luyện sát chiêu, hắn hơn phân nửa cổ trùng đều phải tổn hại. Khà khà, chính là bởi vì ngươi ý nghĩ như thế, đã có mười mấy vị cường giả chết ở trong tay của hắn. Cổ Nguyệt Phương Tưởng cái này hỗn huyết, đích thật là một cái yêu nghiệt. Một trận thảo luận âm thanh truyền đến, lệnh cổ Nguyệt Phương Tưởng sắc mặt đột biến. Đáng chết, nhanh như vậy tựu đuổi tới, ta vừa xử lý tốt miệng vết thương. Cổ Nguyệt Phương Tưởng cắn chặt hàm răng, kiểm tra không khiếu bên trong còn dư lại không nhiều cổ trùng. Kiên trì đến hiện tại, hắn hơn phân nửa cổ trùng cũng đã hư hại. Còn dư lại, cũng mỗi cái bị thương, cường hành thôi thúc, sẽ lệnh tự thân băng giải hủy diệt. Này chút cổ trùng đều là cổ Nguyệt Phương Tưởng tốt không dễ dàng tích góp xuống, nhưng hiện tại lại không thể không dùng. Thụy phục cổ A, hiện tại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Nhất định phải cho ta chịu đựng A. Cổ Nguyệt Phương Tưởng một bên cầu nguyện, một bên thôi thúc cổ trùng ẩn náu tự thân. Đây chỉ là tứ truyền cổ trùng, nhưng ẩn náu hiệu quả hết sức xuất chúng, hầu như có thể sánh ngang ngũ truyền. Cổ Nguyệt Phương Tưởng trốn vọt cuộc đời trong đó, thật nhiều lần đều là ỷ lại này cổ phương có thể trốn sinh. Chỉ là này cổ có một cái tai hại, một khi phát động, tựu sẽ lệnh cổ sư rơi vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ càng sâu, ẩn núp đi, hiệu quả lại càng tốt. Cổ Nguyệt Phương Tường bởi vậy đánh mất đối với ngoại giới cảm ứng. Hắn không biết là, tựu ở hắn ngủ không qua không lâu, này chỉ thụy phục cổ tựu triệt để băng giải thành mảnh vỡ, mà truy binh vẫn cứ ở xung quanh tìm kiếm. Nhìn thấy tình cảnh này, ẩn núp đi mau thập nhị nhẹ nhàng vung tay lên. Tiên đạo sát chiêu nháy mắt tác dụng ở cổ Nguyệt Phương Tường trên người. Một vị đuổi giết hắn hoàng mao mao dân cổ sư, mười phần nghiêm túc, một đường tìm tòi mà đến, ở cổ Nguyệt Phương Tưởng ẩn thân rễ cây trong bụi rậm cẩn thận coi. Rõ ràng cổ Nguyệt Phương Tưởng gần ngay trước mắt, hắn nhưng dĩ nhiên không nhìn thấy. Cuối cùng, truy binh lầm tưởng cổ Nguyệt Phương Tưởng đã trốn cách đây cái đỉnh núi, dồn dập hướng trong núi nơi càng sâu đuổi theo. Cổ Nguyệt Phương Tưởng tỉnh lại, phát hiện mình tạm thời an toàn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy không khiếu bên trong, con kia thụy phục cổ đã triệt để băng giải thành bã vụ, lại sợ không thôi. Âm thầm vui mừng, xem ra thụy phục cổ vẫn kiên trì đến rồi thời khắc mấu chốt, để ta tránh thoát truy sát. Những truy binh này đã hướng kế tiếp theo ngọn núi đuổi theo, đúng lúc là ta thoát đi cơ hội tốt a. Cổ Nguyệt Phương Tưởng đại hỉ, thương thế trên người đã ổn định, liền vội vàng đứng lên rút lui rời. Hắn ở rậm rạp sâu thẳm trong núi rừng bôn ba, cẩn thận từng ly từng tí một, đem hết toàn lực không lưu lại bất kỳ cất bước chạy thục mạng dấu vết. Hơn nửa ngày sau, sắc trời bỗng nhiên âm trầm lại, trong núi rừng quanh quẩn lên cổ quái sương mù. Cổ Nguyệt Phương Tưởng đi tới một chỗ trong núi hồ sâu trước, đánh giá bốn phía, hơi thỏa mãn, quyết định trong này dừng lại một quãng thời gian tiến hành nghỉ ngơi. Nơi này là tốt đẹp chính là nguồn nước, nhất định sẽ hấp dẫn dã thú đến nước sông. Bất kể là nước, vẫn là thịt thú, đều thích hợp ta tiếp tế. Nếu như số may, còn có thể từ trong săn thú thu được một ít cổ tài, luyện chế cổ trùng, bổ khuyết ta cổ trùng chỗ trống. Cổ Nguyệt Phương Tưởng hết sức có đào núi rừng, một mình sinh hoạt kinh nghiệm. Hắn là Mao dân cùng nhân tộc con lai, ở Mao dân là bá chủ Hắc Mao đại lục trên.
hắn chịu đủ xem thường. Mặc dù là hắn mẹ ruột Thanh Sắt Thành thành chủ, cũng hết sức không ưa hắn. Ở Cổ Nguyệt Phương tưởng tuổi ấu thơ, thời niên thiếu, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là liều tận cố gắng của mình đến thu được mẫu thân tán thành. Nhưng mà, hắn bởi vì hỗn huyết quan hệ, ở luyện cổ tư chất trên kém xa Tít Táp Mao Dân. Một mực này chút Mao Dân đều lấy luyện cổ làm vinh diệu, bất quá may là Cổ Nguyệt Phương tưởng cũng trong bóng tối có kỳ ngộ. Bởi vì các loại phương thức trùng hợp địa chiếm được một ít tu hành diệu pháp, hắn chuyên cần khổ luyện, nhiều lần biểu hiện kinh người, từ từ địt mẹ ruột Thanh Sắt Thành chủ cải biến đối với cái nhìn của hắn, chậm rãi từ sâu trong nội tâm tiếp nhận rồi hắn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Thanh Sắt Thành chịu đến tập kích, Thanh Sắt Thành hầu như hủy diệt, Thanh Sắt Thành chủ liều tính mạng mới mang theo Cổ Nguyệt Phương tưởng tạm thời trốn sinh. Gần chết thời khắc, Thanh Sắt Thành chủ nói cho Cổ Nguyệt Phương tưởng thân thế, con trai của ta à, mẹ bạc đãi ngươi. Ngươi không phải vẫn muốn hỏi cha của ngươi là ai chăng? Hắn gọi là Cổ Nguyệt Phương Chính, đã từng là ta một nhân tộc nô lệ. Thế nhưng hắn đào thoát, sau đó trở thành tiếng tăm lừng lẫy ma đạo cổ sư cường giả. Ngươi còn có tên nhân tộc, tựu kêu là Cổ Nguyệt Phương Tưởng. Đi thôi, tìm tới cha của ngươi, nói cho hắn biết tên của ngươi, nói cho hắn biết ở đây phát sinh tất cả. Kẻ thù thế lớn, nếu như ngươi nghĩ muốn báo cừu cho mẹ, e sợ cũng chỉ có tìm tới phụ thân ngươi mới có thể. Cứ như vậy, vẫn là thiếu niên Cổ Nguyệt Phương Tưởng tựu bước lên tìm cha Lữ Trình. Hắn từ Hắc Mao Đại Lục lén qua đến Bạch Mao Đại Lục, lại từ Bạch Mao Đại Lục chăn trở đến Hoàng Mao Đại Lục. Một đường trải qua thiên tân vạn khổ, tổng có phiền phức cùng khiêu chiến theo nhau mà tới. Cổ Nguyệt Phương Chính tuy rằng đã không ở Chí Tôn Tiên Khiếu, thế nhưng hắn đích sắc tung hoành quá Mao Dân ba đại lục, để lại các loại dấu vết cùng nghe đồn. Cổ Nguyệt Phương Tưởng tu vi từng bước tăng lên trên, lịch duyệt xã hội từ từ phong phú. Vô số lần chiến đấu cùng trốn sinh chế tạo hắn cứng cỏi lạc quan tính tình. Hắn tin chắc tổng có một ngày, hắn có thể đủ tìm được cha của chính mình. Cứ như vậy, ở hồ sâu phụ cận, Cổ Nguyệt Phương Tưởng nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Lúc sáng sớm phân, núi sương mù chính nồng, Cổ Nguyệt Phương Tưởng mang theo vẻ mặt nghi hoặc đi tới hồ sâu biên giới. Hắn phát hiện mảnh này hồ sâu phi thường quái lạ. Trong rừng núi sương mù chính là bắt nguồn từ hồ sâu. Cổ Nguyệt Phương Tưởng trong này chờ đợi nửa ngày một đêm, nhưng chưa phát hiện bất kỳ dã thú đi tới hồ sâu cấp nước. Các loại tình huống khác thường để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Mỗi khi hắn tao ngộ một ít cơ duyên thời điểm, đại khái chính là cái cảm giác này. Cổ Nguyệt Phương Tưởng giàu có tinh thần mạo hiểm, dò xét nửa ngày sau, liền lẻn vào hồ sâu trong đó. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đầm nước cũng không băng hàn, trái lại càng là thâm nhập, càng là ôn hòa. Cổ Nguyệt Phương Tưởng vẫn lặn xuống đến hồ sâu dưới đáy, đầm nước ấm phẳng phất ôn tuyền giống như hợp lòng người. Đây là, hắn phát hiện hồ sâu bên trong có một khối bạch ngọc. Bạch ngọc hầu như trong suốt, từ bên ngoài nhìn, Cổ Nguyệt Phương Tưởng dễ dàng tự phát hiện trong bạch ngọc phong ấn một vị mỹ nhân. Đây là giao nhân. Cổ Nguyệt Phương Tưởng nhìn thấy mỹ nhân khuôn mặt, nhất thời trừng mắt lên hạt châu, trong lòng chấn động dữ dội, đẹp quá. Hắn chưa từng gặp như vậy cô gái xinh đẹp. Loại này đẹp để hắn trong lòng kinh hoàng. Một cách tự nhiên mà liền sinh ra một luồng ái mộ chi tình. Bị bạch ngọc phong ấn giao nữ chính là Liên Khả Tâm. Liên Khả Tâm đối với Cổ Nguyệt Phương nguyên truyền âm nói: thú vị hỗn huyết thiếu niên, là ngươi thức tỉnh ta sao? Cổ Nguyệt Phương tưởng cả người chấn động mạnh, mở miệng muốn kêu, nhưng quên mất đây là đáy đầm, nhất thời uống một miệng lớn đầm nước. Hắn vội vàng che miệng, hình thái chật vật. Liên Khả Tâm phát sinh tiếng cười, Cổ Nguyệt Phương tưởng cảm thấy mình toàn bộ người đều tê dại. Lòng nghĩ, vị này thần bí giao nữ làm sao cười được tốt như vậy nghe. Liên Khả Tâm theo sau kế tục giải thích, ta chính là giao nhân nữ tiên Liên Khả Tâm, lắng lại một hồi thiên địa hỗn loạn thời điểm, bất ngờ bị thương, bị phong ấn ở khối này trong bạch ngọc. Thiếu niên lang, ngươi và ta nếu hữu duyên gặp mặt, còn xin ngươi giúp ta một chút sức lực, giúp ta thoát vây. Cổ Nguyệt Phương tưởng giật mình không thôi.
hắn nhưng là không có cổ trùng có thể truyền âm, lập tức vội vã ôm quyền, lại liên tục cúi đầu, ở đáy nước hười tay múa chân biểu đạt ý của chính mình. Liên Khả Tâm cười nói, ngươi không cần lo lắng, khối này bạch ngọc nguyên bản cũng giữ không nổi ta, chẳng qua là ta một mình thoát vây, cần thời gian lâu hơn một chút. Nếu như ngươi có thể đủ luyện ra tứ chuyển thổ luyện cổ đến, từ bên ngoài luyện hóa bạch ngọc, thật có thể bớt đi ta rất nhiều khổ công. Cổ Nguyệt Phương Tưởng liên tục gật đầu. Liên Khả Tâm lại chỉ điểm hắn, nói cho hắn biết thổ luyện cổ cổ phương, lại chỉ điểm hắn ở phụ cận đây thích hợp cụ thể cổ tài. Cổ Nguyệt Phương Tưởng chui ra hồ sâu, lập tức hành động. Hao phí 3 ngày thời gian, hắn lần đầu tự luyện ra tứ truyền thổ luyện cổ. Đây thực sự là vận khí. Cổ Nguyệt Phương Tưởng cảm thấy vui mừng. Dựa theo hắn bình thường biểu hiện, muốn luyện chế ra tứ truyền cổ trùng có thể không dễ dàng. Hắn dù sao chỉ là con lai. Xem ra, ông, trời cũng đang giúp ta, để ta cứu ra tiên tử đại nhân. Cổ Nguyệt Phương Tưởng nói một câu xúc động. Một bên che giấu Mao Thập Nhị bật cười lắc lắc đầu. Chính là hắn ra tay trong bóng tối giúp đỡ, bằng không Cổ Nguyệt Phương Tưởng sao có thể một lần thành công. Cổ Nguyệt Phương Tưởng được tứ truyền thổ luyện cổ, cũng không nghỉ ngơi, kéo uể oải thân thể tự thâm nhập đáy đầm, luyện mở ra bạch ngọc. Liên Khả Tâm thuận lợi thoát vây, đối với Cổ Nguyệt Phương Tưởng mỉm cười, ánh mắt bên trong toát ra vẻ tán thưởng. Cổ Nguyệt Phương Tưởng đỏ cả mặt, cúi xuống đầu. Liên Khả Tâm để tỏ lòng cảm tạ, nhẹ tay nhẹ vung lên, liền đem Cổ Nguyệt Phương Tưởng thương thế toàn bộ chữa khỏi. Sau đó, nàng lại thuận lý thành chương tặng cho Cổ Nguyệt Phương Tưởng gần 10 con phàm cổ, cùng với một đạo truyền thừa. Liên Khả Tâm phải đi, Cổ Nguyệt Phương Tưởng hồn vía lên mây, lắp bắp nói, tiên tử đại nhân, tiểu sinh ở đâu bên trong còn có thể gặp lại ngài đây. Liên Khả Tâm ung dung cười nói, ngươi cũng biết tiên phàm khác nhau. Cổ Nguyệt Phương Tưởng cả người chấn động, sắc mặt nhất thời hôi bại cực kỳ. Vậy mà Liên Khả Tâm lại nói, ta tặng cho ngươi phần này truyền thừa, chính là tu tiên phương pháp. Nếu như ngươi có thể tu hành thành tiên, tương lai tự nhiên hữu duyên có thể gặp lại ta. Cổ Nguyệt Phương Tưởng là thất thanh, không nghĩ tới một lần này cơ duyên càng khổng lồ như thế. Một lát sau, hắn si ngốc đứng ở hồ sâu bên cạnh, nhìn Liên Khả Tâm bay lên phía chân trời, biến mất ở mây từ bên trong. Liên Khả Tâm, Khả Tâm tiên tử, Cổ Nguyệt Phương Tưởng trong miệng lẩm bẩm, che ngực. Liên Khả Tâm dung nhan thật sâu sao chép trong lòng của hắn. Hắn biết rồi, từ nay về sau, ngoại trừ tìm kiếm phụ thân ở ngoài, hắn lại thêm ra một cái phấn đấu mục tiêu cuộc sống, đó chính là trở thành cổ tiên, lại cùng Liên Khả Tâm tiên tử gặp gỡ. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 3265, chỉ trích tiên đình con vớt. Làm sao? Mao Thập Nhị cười. Ở trong mây, hắn cùng giao nhân nữ tiên Liên Khả Tâm bí mật chạm đầu. Liên Khả Tâm trả lời, đích thật là cổ tiên hạt giống, độ kiếp thăng tiên khả năng rất lớn. Mao Thập Nhị hơi lắc đầu, lần này hắn có tu tiên phương pháp cùng mạnh mẽ động lực, nhưng còn chưa đủ. Chúng ta phải tận lực lại cho hắn tăng cường một ít gốc gác. Dù sao ba khí điều tiết quan khẩu, chỉ có thể dựa vào chính hắn một mình xông qua. Cho tới còn lại tai kiếp, vậy đều không phải là sự. Hoàn toàn có thể ở một bên lén lút ra tay giúp đỡ. Vậy theo chiếu tiên hữu ý tứ, Liên Khả Tâm toát ra vẻ chần chờ. Mao Thập Nhị nhân tiện nói, ta sẽ để cho hắn 7-8 ngày thời gian, để hắn tốt thật quen thuộc cái kia chút phàm cổ. Phía sau, ta sẽ đem những truy binh kia lần thứ hai hấp dẫn lại đây, cho hắn luyện binh. Mẹ của hắn Thiết Ti thành chủ kỳ thực cũng chưa chết, mà là rơi vào một loại sắp chết trạng thái, thế nào cũng phải cần cổ tiên thủ đoạn mới có cứu trị hy vọng. Ta sẽ cho hắn biết điểm này, do đó kiên định hơn hắn độ kiếp khát vọng cùng quyết tâm. Liên Khả Tâm nghe đến đó, trầm mặc một cái, tán dương, vẫn là tiên hữu mưu tính sâu xa, Khả Tâm nhiều có không kịp vậy. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, tương quan cống hiến kính xin tiên hữu phân phối,
tiên tử khiêm nhường. Mao Thập Nhị nheo cặp mắt lại, vội vã xua tay. Ngươi trả giá ta sẽ như thực địa đăng báo. Đồng thời, cống hiến phân phối nhưng là Tinh La Thành chuyện ắt, ta há có quyền lực nhúng tay đây. Liên Khả Tâm nguyên bản nhận nhiệm vụ là tới đón gần cùng giao hảo Mao Thập Nhị. Thế nhưng làm nàng biết được Cổ Nguyệt Phương Tưởng thân phận đặc thù phía sau, lập tức rõ ràng Cổ Nguyệt Phương Tưởng nhất định sẽ ở tương lai chịu đến Phương Nguyên trọng dụng. Vị này giao nhân nữ tiên liền tưởng tượng nhất kế, không tiếp tự mình kết cục cùng Cổ Nguyệt Phương Tưởng tiếp xúc. Vì biểu hiện càng tốt hơn, vị này giao nhân nữ tiên cũng là liều mạng. Mao Thập Nhị lo lắng nàng lần này biểu hiện sẽ phân mỏng mình lợi nhuận, liền hướng về Liên Khả Tâm thổ lộ mình một cái khác sắp xếp. Liên Khả Tâm cũng thật biết điều cảm thấy, lập tức biểu thị chính mình không tranh công, nhất thời tựu để Mao Thập Nhị hết sức hài lòng. Giữa hai người bầu không khí bởi vậy trở về lúc trước, biến đến hài hòa lên. Bắt chuyện vài câu sau, bỗng nhiên ở phía nam xa xa, vọt lên một đạo to lớn cột sáng, một luồng âm trầm luyện cổ khí tức lập tức khuếch tán ra. Liên Khả Tâm phát hiện, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, này là có người luyện thành thất truyền tiên cổ. Nàng lập tức nhìn về phía Mao Thập Nhị, tán dương, quý tộc quả nhiên nhân tài đông đúc, chỉ là phần này dâng trào khí tức, tự để tại hạ tâm sinh ngóng trông. Không biết tiên hữu có thể hay không dẫn kiến. Mao Thập Nhị nhưng là lộ ra vẻ khó khăn, lắc lắc đầu, theo bản năng mà tiểu hạ thấp giọng, đổi thành bất kỳ cái gì khác Mao dân cổ tiên, ta tất nhiên sẽ vì là tiên tử ngươi dẫn kiến. Nhưng người này nhưng là vô cùng đặc thù. Hắn thân phận thật chính là U Hồn Ma Tôn phân thân. Chịu đến chủ thượng thủ đoạn, bị U cấm lên, suốt ngày luyện cổ không ngớt. Liên Khả Tâm nghe xong rất là kinh ngạc, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên, hỏi, chẳng lẽ nói, vị này bị U cấm cổ tiên chính là Mao Lục. Lông 12 giờ gật đầu, tiên tử thông minh, một đoán tức trúng. Mao Lục ở chỗ kia thung lũng, cũng là bị chủ thượng đặc ý bố trí quá, là cả chí tôn tiên khiếu bên trong cấm địa, tục xưng U Cốc Cấm Địa. Lúc này, U Cốc Cấm Địa bên trong, Mao Lục thân thể khô gầy như que củi, khuôn mặt cũng là xương gò má nhô thật cao, hốc mắt hám sâu. Một con thất truyền tiên cổ tựu ở vừa rồi, luyện thành, này chỉ cổ trùng hình như con kiến, nửa người trên đại mà ánh sáng, nửa người dưới nhỏ mà ảm đạm. Chân trước chi suy yếu ngắn nhỏ, chân sau chi nhưng là mạnh mẽ thon dài. Chính là nô đạo tiên cổ chủ tớ cổ. Rốt cục luyện thành. Thất bại 33 lần, trọng thương 27 lần, gần chết 19 lần, nhưng ta còn là luyện thành. Có này chỉ tiên cổ, nhất định có thể đủ trợ giúp Phương Nguyên tông chủ đi. Vẫn là được dựa vào tông chủ, mới có thể cứu ra bản thể à. Chờ chút. Ta tựa hồ quên mất cái gì. Bất kể, còn tiếp tục luyện cổ đi. Ta luyện ra tiên cổ càng nhiều, lại càng có thể để ảnh tông cường thịnh, cứu ra bản thể hy vọng cũng lại càng lớn. Mao Lục thần chí có cái gì rất không đúng, trong miệng lẩm bẩm nửa ngày sau, tựu lại lập tức bắt đầu bắt tay luyện chế cái khác tiên cổ. Chốc lát phía sau, Bảo Hoàng Thiên bên trong, Phương Nguyên ý chí cùng Hà Phong Dương ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, hoàn thành một hồi giao dịch. Phương Nguyên thu được Trung Châu một chỗ thổ đạo tài nguyên điểm, tên là Cửu Ương Thạch Lâm, mà Hà Phong Dương thì lại thu được chủ tớ cổ. Thật sự giao dịch, khó có thể tin à. Hà Phong Dương lá gan lại như thế lớn. Hắn đây cũng không phải là vò đã mẹ lại sứt, tất nhiên là chịu đến Tiên Hạc Môn chỉ thị mới đi làm. Tiên Hạc Môn, không, công nhiên cùng luyện thiên ma tôn giao dịch, Tiên Hạc Môn cũng không chống đỡ được áp lực như vậy. Này sau lưng nhất định là có tiên đình tư nhân xuống cho phép, bằng không Trung Châu thập đại cổ phái làm sao sẽ dám làm việc như thế. Tiên đình không phải tuyên bố Phương Nguyên chính là ma tôn sao, dĩ nhiên sẽ hợp tác với hắn. Cái này có gì? Thất truyền tiên cổ có bao nhiêu khó khăn luyện, tiên đình giàu nứt đố đổ vách. Cửu Ương Thạch Lâm như vậy tài nguyên điểm đếm không xuể, trả giá một chút là có thể đổi được một con tiên cổ, nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Phương Nguyên không hổ là luyện thiên ma tôn, luyện chế thất truyền tiên cổ lại như này dễ dàng.
cảm giác lại như uống như nước đơn giản. Các ngươi nói, hắn luyện chế bát truyền tiên cổ sẽ làm sao? Tổng sẽ không vẫn là như vậy dễ dàng chứ? Ta cảm thấy được nhiều nhất chỉ có 5/10, không, 3/10 khả năng thành công. Như vậy luyện chế cửu truyền tiên cổ đây. Ha ha, ngươi nói đùa đây. Coi như là luyện đạo tôn giả, luyện chế cửu truyền cũng nhất định hết sức khó khăn. Ngươi xem một chút trong lịch sử ghi chép, luyện chế cửu truyền tiên cổ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại có mấy lần chân chính luyện thành. Tiêu Liền Tinh Túc Tiên Tôn đã từng luyện hóa cửu truyền trí tuệ cổ, đều hao phí 100 năm. Không sai, tiên đình vì chữa trị một con cửu truyền túc mệnh cổ, tiền tiền hậu hậu rằng co hơn 1 triệu năm. Cuối cùng đây, còn chưa phải là giá tràng xe cát. Đây vẫn chỉ là chữa trị một con cửu truyền tiên cổ, thật muốn luyện thành một con cửu truyền, quá khó khăn. Này nhưng khó mà nói chắc được. Dù sao Cổ Nguyệt Phương Nguyên chính là trong lịch sử người thứ nhất luyện đạo thành tôn nhân vật, chúng ta chỉ có thể ngước nhìn, muôn vàn khó khăn suy đoán a. Trong lúc nhất thời, ngũ vực lưỡng thiên các cổ tiên nghị luận sôi nổi. Bọn họ vừa mới bắt đầu đàm luận Phương Nguyên luyện đạo trình độ, hết sức là tò mò làm một vị luyện đạo tôn giả, đến tột cùng có ích lợi gì luyện đạo thực lực. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng, Phương Nguyên luyện thành cửu truyền tiên cổ sẽ khó khăn. Dù sao trong lịch sử đều có thật nhiều ghi chép, còn dư lại một tiểu bộ phận cổ tiên thì lại cảm thấy chiếm được mình cấp độ quá thấp, không cách nào đoán được Phương Nguyên chân chính cực hạn. Sau đó dần dần, các cổ tiên đối tượng bàn luận lại ở hữu tâm nhân điều động hạ, từ từ chuyển tới tiên đình trên người. Tiên đình đối với hạ, Phong Dương ngầm đồng ý tư thế, Tinh Túc Tiên Tôn đối với Phương Nguyên thái độ mập mờ, để chúng tiên đều tâm sinh xem thường, nhiều hơn trào phúng, nhưng cũng có thể lý giải tiên đình cách làm như thế. Dù sao Phương Nguyên chuyện làm ăn cấm chỉ không được, hơn nữa lại quá có thể có lợi. Tiêu này một đề tài, các cổ tiên lại đàm luận đến tiên đình đình chỉ phân phát tiên nguyên thạch sự tình tới. Liền, oán giận tiếng, hô hào tiên đình một lần nữa phát phái tiên nguyên thạch thanh âm. Đối với tiên đình trào phúng cùng căm ghét thanh âm trong lúc nhất thời náo động mà trên. Tiên đình từ trước đến giờ đều là thiên hạ đệ nhất nhân tộc thế lực tư thế, ngạo lăng ngũ vực lưỡng thiên của tiên giới. Lần này đình chỉ phân phát tiên nguyên thạch, cùng phía trước lão đại mà vị cùng với phong cách hành sự, rất là làm trái. Tiên nguyên thạch khan hiếm, xác thực mang cho quảng đại các cổ tiên phiền toái lớn. Bảo Hoàng Thiên bên trong, 10 chàng giao dịch đã có 9 chàng đều là lấy vật đổi vật. Còn dư lại một hồi, nhưng là các đại siêu cấp thế lực mở ra giá cao thu mua tiên nguyên thạch. Tây Mạc, Phòng Thê Trường cũng đang thúc giục động cổ trùng, câu thông Bảo Hoàng Thiên. Này cỗ chỉ trích tiên đình tiếng triều, có cái gì rất không đúng, e sợ sau lưng là Cự Dương Tiên Tôn, Luyện Thiên Ma Tôn ở đổ thêm dầu vào lửa đây. Phòng Thê Trường hai mắt tinh mang lấp lóe không yên, nhận ra kỳ lạ. Sự thực đúng là như thế, Phương Nguyên cùng Cự Dương Tiên Tôn sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Tiên đình danh vọng tại này cỗ tiếng triều bên trong vừa đầu hàng lại rơi nữa. Phòng Thê Trường thần niệm đi tới Phương Nguyên ý chí trước mặt, lấy khiêm tốn trí cực tư thế giao lưu nói. Tề Mặc Phòng Thê Trường bái kiến Minh Chủ Đại Nhân. Minh Chủ Đại Nhân văn thành võ đức, trạch bị thương sinh. Chúc Minh Chủ Đại Nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Còn không xong, Phương Nguyên ý chí tựu không kiên nhẫn phất. Tay một cái, cắt ngang Phòng Thê Trường nói. Đừng nói nhảm, giao dịch đi. Phòng Thê Trường vội vã hẳn là. Liền, theo sát Hà Phong Dương giao dịch, lại một hồi giao dịch thành công. Phương Nguyên luyện ra thất truyền tiên cổ, giao cho Tây Mạc Phòng Gia. Mà Phòng Gia cung cấp là một chỗ địa mạch tài nguyên điểm, cùng với mấy triệu Mao dân nô lệ. Phòng Gia nguyên bản nghĩ biết điều, trong bóng tối phát triển, xoay trái xoay phải. Nhưng Phương Nguyên tuyên bố đại ái, lại ra ánh sáng chính mình cùng Phòng Gia chặt chẽ quan hệ, để Phòng Gia trên dưới một lần há hốc mồm. Vạn gia hiệu triệu Tây Mạc chính đạo vây công Phòng Gia. Tuy rằng kết quả thất bại, nhưng cũng để Phòng Gia nhận rõ tự thân tình cảnh, sẽ không có gì may mắn ý nghĩ. Liền, ở Phòng Thê Trường kiến nghị hạ, Tây Mạc Phòng Gia công khai tuyên bố gia nhập thiên địa nhất gia đại ái minh.
Việc đã đến nước này, Phòng Gia chỉ có thể cùng Phương Nguyên hợp tác chặt chẽ, nắm chặt tất cả thời cơ lớn mạnh tự thân. Phòng Thê Trường trong lòng thầm than một tiếng. Loại thân phận này hết sức có nguy hiểm, nhưng tương tự cũng khép lại phong phú lợi ích. Tiên cổ quá khó khăn luyện, có này chỉ tiên cổ bổ sung, sức chiến đấu của ta cũng có thể tạm thời sánh ngang phổ thông thất truyền cổ tiên. Phòng Thê Trường lại lâm vào trong trầm tư. Hắn hiện tại đã thành công thăng tiên, lần thứ hai trở thành lục truyền cổ tiên. Ba khí điều hòa là một đạo to lớn cửa ải khó. Thế nhưng Phòng Thê Trường nhưng là có thành công kinh nghiệm. Không có đạo lý thứ một lần thành công, lần thứ hai tự thất bại. Một cái khác thăng tiên vấn đề khó, chính là ở tài kiếp. Điểm này lại có Phòng Gia cổ tiên giúp đỡ. Tuyệt đại đa số tình huống hạ căn bản không có gì uy hiếp. Trừ phi xuất hiện mộng đạo, họa đạo tai kiếp các loại. Thế nhưng để Phòng Thê Trường cảm thấy một nỗi tiếc nuối khôn nguôi chính là lần này thăng tiên hắn lại không có học tự nhiên cơ hội. Từng cái cổ sư thăng tiên đều có học tự nhiên tuyệt thế cơ hội tốt. Nhân cơ hội hỏi dò thiên địa bí ẩn, thường thường đều có chỗ được. Thế nhưng lần này Phòng Thê Trường nhưng đánh mất cơ hội này. Đây cũng không phải là bởi vì hắn lần thứ hai thăng tiên, mà là thiên ý bản thân xuất hiện vấn đề. Lưỡng thiên lẫn lộn, thiên ý cũng thuận theo rơi vào hỗn loạn cùng dung chuyển trong đó, rất khó chú ý đến học tự nhiên này cái tiểu hoàn tiết. Lại nghỉ ngơi mấy ngày, tự muốn tiến công vạn gia. Thời khắc này, Phòng Thê Trường con ngươi như ưng. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 3266, tiên nguyên không nhiều lắm còn vớt. Bắc Nguyên, kim quang như tơ như lũ, bồng bềnh ở trên bầu trời, kết thành đầy trời áng vàng, lại thẩm thấu đến đại địa bên trong đi, kéo dài cuồn cuộn, khí tượng bàng bạc đến cực điểm. Chính là Cự Dương Tiên Tôn ở luyện hóa Bắc Nguyên vận đạo đạo ngân. Nhưng lúc này, tràn ngập thiên địa kim quang nhưng là chậm rãi bình ổn lại. Một lát sau, mảnh này Bắc Nguyên phúc tâm chi địa lại khôi phục thường ngày dáng dấp. Giữa không trung, Cự Dương Tiên Tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, miệng mũi lông mày đường nét đều rất kiên cường. Giờ khắc này vẻ mặt lãnh đạm, toát ra một tia khó mà nhận ra vẻ bất đắc dĩ. Từ khi ba tôn vây giết u hồn ma tôn, bởi vì Phương Nguyên quấy rối thất bại, Cự Dương Tiên Tôn liền trở về Bắc Nguyên, trong này khổ luyện vận đạo đạo ngân. Quãng thời gian này hạ xuống, thành quả văn hoa. Bây giờ, hắn đã là đem kế hoạch hoàn thành. Bắc Nguyên phúc tâm chi địa vận đạo đạo ngân đều bị hắn luyện hóa. Vận đạo đạo ngân phạm vi bao trùm trước tinh túc tiên tôn luyện hóa cái kia chút chí đạo đạo ngân. Triệt tiêu tinh túc tiên tôn trong này thành lập một ít ưu thế. Tuy rằng, đối với tinh túc tiên tôn đã luyện hóa chí đạo đạo ngân, Cự Dương Tiên Tôn cũng không thể tránh được. Nhưng ít ra sau này trong này tác chiến, tinh túc tiên tôn được chí đạo đạo ngân tăng cường, Cự Dương Tiên Tôn cũng giống như thế, sẽ không đánh mất ưu thế sân nhà. Chỉ là ta tiên nguyên không nhiều lắm. Cự Dương Tiên Tôn trong lòng thở dài. Luyện hóa tự nhiên đạo ngân cái này hành động, bản thân tựu kịch liệt tiêu hao cửu chuyển tiên nguyên. Vừa lúc mới bắt đầu, Cự Dương Tiên Tôn chỉ là luyện hóa tự thân chu vi vận đạo đạo ngân, lại như bện một cái hình cầu lập thể mạng nhện, từ một cái cứ điểm phát triển trở thành một cái tiểu cầu, sau đó biến thành một cái quả cầu to. Theo hình cầu mạng nhện mở rộng càng lớn, tiếp xúc được đạo ngân cũng càng nhiều. Đồng thời luyện hóa này chút vận đạo đạo ngân, tiêu hao tiên nguyên số lượng cũng là càng ngày càng khủng bố. Bây giờ, Cự Dương Tiên Tôn chỉ còn lại hơn 100 viên hoàng hạnh tiên nguyên. Này để hắn không thể không tạm dừng hạ xuống, tiên nguyên dự trữ đã đạt đến đường cảnh giới, hắn nhất định phải lưu lại một chút phòng bị bất ngờ. Cự Dương Tiên Tôn bây giờ cửu chuyển tiên khiếu có thể sản xuất hoàng hạnh tiên nguyên, đây là hắn duy nhất tiên nguyên bổ sung khởi nguồn. Trường sinh thiên là không được. Tuy rằng trường sinh thiên không có chiếm đoạt bất kỳ cửu thiên mảnh vỡ, không có bị thiên ý ăn mòn, nhưng Cự Dương Tiên Tôn lúc trước chết rồi, nó tựu không cách nào sản xuất Cự Dương Tiên Nguyên.
Hiện tại Cự Dương Tiên Tôn tuy rằng sống lại, thế nhưng chân chính trên ý nghĩa tôn giả tiên khiếu là hắn trên người cái này, còn chưa vượt qua một lần hỗn độn đại nạn. Đồng thời, cái này Cự Dương Tiên Tôn thứ hai tôn khiếu cũng mới vừa rồi kinh doanh kiến thiết, cũng không có bao nhiêu phồn vinh. Tiên khiếu bản nguyên sản xuất tiên nguyên số lượng không phải hết sức khả quan. Trừ phi là Cự Dương Tiên Tôn hiện tại đem Trường Sinh Thiên lại nhét vào thân thể bên trong đến. Nhưng làm như vậy, hắn trên người vận đạo đạo ngân tăng vọt, trực tiếp đoạn tuyệt kiêm tu huyết đạo độ khả thi. Trước hết đem huyết đạo tu hành đến kích thước nhất định, mới có thể lại nhặt đời trước gốc gác. Đây là phát triển đau đớn, nhất định muốn chịu đựng. Kiêm tu huyết đạo đối với tôn giả trong đó tranh đấu, trợ giúp rất lớn. Tốt ở, ta tiên nguyên đều không đủ, cái khác hai tôn tình huống sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cự Dương Tiên Tôn cười cợt, hắn vẫn luôn cảm thấy được, chính mình ở tiên nguyên phương diện là có ưu thế. Tuy rằng tạm thời không thể tiếp tục luyện hóa vận đạo đạo ngân, thế nhưng Cự Dương Tiên Tôn cũng không rảnh rỗi, hắn một bên chờ tiên nguyên sản xuất, vừa bắt đầu tìm hiểu huyết đạo. Huyết Hải Lão Tổ thân phận thực sự chính là Cự Dương Tiên Tôn phân thân. Huyết Hải Lão Tổ khai sáng huyết đạo, chết rồi lưu lại vô số huyết đạo truyền thừa, tuyệt đại đa số chỉ là phàm cổ. Phàm đạo sát chiêu hàng ngũ, nhưng cũng có 9 đạo chân truyền. Chính là cổ tiên cấp độ, hầu như tự là đương thời huyết đạo đỉnh cao. Này 9 đạo bên trong theo thứ tự là huyết lô cổ, huyết thủ ấn cổ, huyết khí cổ, huyết hán cổ, kinh huyết cổ, huyết ảnh cổ, huyết chiến cổ, huyết thần tử cổ cùng với thượng cổ hoang thú lệ huyết long bức nuôi dưỡng, nô dịch phương pháp. Đáng tiếc, Huyết Hải Lão Tổ khi còn sống đã bị tiên đình nhằm vào, sau khi chết truyền thừa cũng giống như thế, bị phá hỏng rất nhiều. May là Huyết Hải Lão Tổ lưu lại phàm cấp truyền thừa vô số, 9 đạo chân truyền hơn nửa đều phát huy tác dụng. Được chân truyền nhiều nhất là Nam Cương cổ tiên Thương Yến Phi. Hắn lúc còn trẻ, tựu ở Nam Cương huyết triều trong hố trời phát hiện huyết thủ ấn tiên cổ, sau đó lại gián tiếp chiếm được huyết ảnh cổ chân truyền. Bắc Nguyên Kinh huyết tiên cổ chân truyền bị Đông Phương Trường Phàm được. Tây Mạc huyết khí tiên cổ chân truyền bị Khí Tuyệt Ma tiên được. Có liên quan thượng cổ hoang thú lệ huyết long bức chân truyền bị Ảnh Tông được, cụ thể rơi xuống Tống Tử Tinh trong tay. Trung Châu huyết thần tử tiên cổ chân truyền bị thập đại cổ phái tranh đoạt, phá hủy hơn nửa. Huyết thần tử tiên cổ tàn phương cuối cùng bị thập đại cổ phái một trong vạn long ổ được. Còn dư lại 3 phần chân truyền bên trong, bởi vì thiên địa biến thiên, núi lửa phun trào, huyết lô tiên cổ này một đạo chân truyền bởi vậy hủy diệt. Huyết hán cổ bị thần bí thu lấy, đến nay cũng không xuất thế, có lẽ là thu lấy người xuất hiện bất ngờ. Huyết chiến cổ chân truyền thì bị thái cổ hoang thú bất ngờ phá hủy. Cự Dương Tiên Tôn sống lại phía sau, liền trực tiếp đem các đại Bắc Nguyên Hoàng Kim bộ tộc huyết đạo thành quả hết thảy đoạt lại tới. Trường Sinh Thiên bản thân cũng có một ít thành quả. Sau đó, hắn lập tức mệnh lệnh Địa Cực Tử Cam Nê toàn lực luyện chế tiên cổ, chiếm được mấy con huyết đạo tiên cổ. Trong đó lại chỉ bao quát huyết chiến tiên cổ. Còn lại 7 con tiên cổ bên trong, ngoại trừ huyết thần tử tiên cổ ở ngoài, đều đã thử qua. Kết quả chỉ là xác nhận này chút tiên cổ đều tồn tại ở thế gian. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, Cự Dương Tiên Tôn không thể làm gì khác hơn là vận dụng làm giả cổ, tạm thời biến thành huyết duyên cổ, rồi mới miễn cưỡng dựng ra huyết đạo đại trận, cuối cùng trợ giúp chính mình ở phong ma quật tranh thành công sống lại. Huyết đạo phương diện nguyên cảnh đã bị ta triệt để tiêu hóa, hiện tại ta huyết đạo cảnh giới cũng đạt tới vô thượng đại tông sư. Thế nhưng, huyết đạo tiên cổ quá ít. Cự Dương Tiên Tôn ở phong ma quật bên trong đầu tiên là hấp thu nguyên cảnh, đạt tới vận đạo vô thượng đại tông sư cảnh giới. Sau đó cướp giật nguyên cảnh, tầng thứ nhất điểm chính là huyết đạo. Hắn tranh đoạt không ít nguyên cảnh, ở lúc đó không có thời gian hấp thu. Nhưng đến rồi hiện tại, sớm đã bí mật đem huyết đạo tương quan nguyên cảnh hấp thu hết sạch. Nói riêng về cảnh giới, hắn là ngũ vực lưỡng thiên huyết đạo người, số 1. Lúc đó nhưng có một loại không bột đố gột nên hồ lúng túng. Hắn cần càng nhiều hơn, mấu chốt hơn huyết đạo tiên cổ.
trong đó khiến Cự Dương Tiên Tôn sáng ngóng chiều trông. Tựu có Huyết Bản Tiên Cổ, Huyết Lô Tiên Cổ, Huyết Mạch Tiên Cổ, Huyết Thống Tiên Cổ các loại. Nhưng mà thực tế thì, này chút tiên cổ đều là vật có chủ. Cam Nê vẫn đang vì Cự Dương Tiên Tôn khổ luyện các loại huyết đạo tiên cổ, tỉ như Huyết Thẳng Tiên Cổ chính là thành quả một trong. Nhưng này chút tiên cổ cấp độ quá thấp, cũng không thích hợp Cự Dương Tiên Tôn. Ít nhất phải đem này chút huyết đạo tiên cổ tăng lên tới bát truyền cấp độ. Công việc này để Cam Nê để hoàn thành cũng thật sự là làm khó dễ nàng. Cam Nê thổ đạo, luyện đạo song tu, cũng không phải là thuần túy luyện đạo cổ tiên. Coi như là chuyên tu luyện đạo cổ tiên, luyện thành bát truyền tiên cổ hiệu suất cũng rất thấp. Nếu như Trường Mao lão tổ nhưng khỏe mạnh, vậy thì thuận tiện rất nhiều. Cự Dương Tiên Tôn bắt đầu nhớ tới Trường Mao lão tổ. Năm đó, hắn chính là mời Trường Mao lão tổ ra tay, mới luyện chế được nhiều như vậy vận đạo tiên cổ, từng bước bát thập bát giác chân dương lâu. Phương Nguyên đứa kia cướp luyện ra nhiều con huyết đạo tiên cổ, không quản vì cái này, hay là tương lai thăng luyện huyết đạo tiên cổ, ta còn là được tìm hắn giao dịch. Cự Dương Tiên Tôn phát hiện mình không vòng qua được Phương Nguyên. Đặc biệt là, gần đây Hạc Phong Dương cùng Phương Nguyên công khai giao dịch thành công, để Cự Dương Tiên Tôn phát hiện Tiên Đình thái độ mập mờ. Tiên Đình đều như vậy làm, nếu như Cự Dương Tiên Tôn không vội vàng đuổi theo, như vậy thì sẽ bị Phương Nguyên, Tinh Túc Tiên Tôn liên thủ quăng hạ xuống. Tiệu để Bách Túc Thiên Quân đi làm đi, hướng về Phương Nguyên thu mua huyết đạo tiên cổ. Hừ, hắn không phải cùng Phương Nguyên lui tới chặt chẽ sao? Cự Dương Tiên Tôn trong bóng tối làm ra quyết định. Sau đó, hắn bắt đầu tính toán huyết đạo tiên cổ Phương, cùng với càng nhiều hơn huyết đạo sát chiêu. Huyết đạo vô thượng đại tông sư cảnh giới là hắn lớn nhất sức mạnh. Đương nhiên, một phương diện khác, hắn cũng ở vận dụng các loại phương thức, tích cực tìm kiếm các đại siêu cấp thế lực huyết đạo thành quả, cùng với lưu truyền xuống ưu tú huyết đạo truyền thừa. Dù sao tính toán này chút tiên cổ Phương, tiên đạo sát chiêu là phải hao phí thời gian, tinh lực. Nếu như có sẵn thành quả, có thể tiết kiệm Cự Dương Tiên Tôn rất nhiều nhân lực vật lực. Tiên Đình, hai ngày trước, Tinh Túc Tiên Tôn cũng đã đình chỉ luyện hóa Tiên Đình Chí Đạo Đạo Ngân. Không phải nàng không nghĩ, mà là tình trạng giống như Cự Dương Tiên Tôn đều là tiên nguyên dự trữ đến rồi đường cảnh giới biên giới, không thể không tạm thời đình chỉ. Tinh Túc Tiên Tôn tình huống ở bên này cùng Cự Dương Tiên Tôn còn không giống nhau lắm. Nàng đời trước tôn giả Tiên Khiếu đã cống hiến cho Tiên Đình, mà Tiên Đình chiếm đoạt quá đại lượng thái cổ cửu thiên mảnh vỡ, thiên ý ăn mòn bên dưới, nguyên bản thuộc về của nàng Chí Đạo Đạo Ngân cũng đều hóa thành tự nhiên đạo ngân. Nàng không thể như Cự Dương Tiên Tôn như vậy, cuối cùng có thể mang nguyên bản tôn giả Tiên Khiếu thu về, dùng chiếm được thân đạo ngân quy mô tăng vọt. Thế nhưng nàng cũng có ưu thế, Tiên Đình ẩn chứa Chí Đạo Đạo Ngân số lượng vượt xa quá Tinh Túc Tiên Tôn đời trước. Bởi vì Tiên Đình sừng sững hơn 3 triệu năm, trong lúc từng sinh ra khó có thể đếm hết Chí Đạo bát truyền cổ tiên, bọn họ Tiên Khiếu cũng trên căn bản cùng Tiên Đình dung hợp ở cùng nhau. Nếu như hoàn toàn luyện hóa Tiên Đình bên trong ẩn chứa Chí Đạo Đạo Ngân, như vậy Tinh Túc Tiên Tôn trong này lấy được tăng cường, muốn so với Cự Dương Tiên Tôn ở Trường Sinh Thiên bên trong càng mạnh hơn. Này lưỡng thiên, Tinh Túc Tiên Tôn đều đang tính toán sát chiêu, nỗ lực kết hợp tinh mâu cổ các loại, thay đổi mình tác chiến hệ thống. Giống như Cự Dương Tiên Tôn, nàng cũng hấp thu rất nhiều nguyên cảnh, thành tựu tinh đạo vô thượng đại tông sư cảnh giới. Lại thêm nàng bản thân chủ tu Chí Đạo, tính toán sát chiêu phương diện này so với Cự Dương Tiên Tôn càng có ưu thế. Luyện hóa tự nhiên đạo ngân thời gian, tiên nguyên tiêu hao quá kịch liệt. Thế nhưng tính toán sát chiêu, đối với Tinh Túc Tiên Tôn mà nói, tiên nguyên hao tổn là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dựa vào nàng bây giờ tôn giả Tiên Khiếu, tiên nguyên sản xuất lớn hơn tính toán tiên nguyên tiêu hao. Then chốt vẫn là phải đem Tiên Đình Chí Đạo Đạo Ngân hoàn toàn luyện hóa a. Làm đến bước này sau, Tinh Túc Tiên Tôn là có thể triển khai sát chiêu, triệt để che đậy Tiên Đình bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, để Cự Dương Tiên Tôn không cách nào dựa vào Trường Sinh Thiên vận đạo đạo ngân đến cường hành điều tra.
biết chuyện khó thành, chuyện mờ ám tốt làm đạo lý. Tinh túc tiên tôn sâu sắc rõ ràng. Đợi đến che đậy cự dương tiên tôn điều tra, bước thứ nhất chính là phá khai sự thực băng nổi, lấy ra chính giữa diễn hóa cổ, nâng lên nhân đạo phát triển. Ở tiên nguyên phương diện, cự dương tiên tôn đáp lại làm chiếm cứ ưu thế. Ở luyện cổ phương diện là phương nguyên chiếm cứ ưu thế. Nhưng ta có cửu truyền diễn hóa tiên cổ, chỉ cần lợi dụng được làm, chính là vượt qua hai tôn bắt đầu. Tinh túc tiên tôn trong lòng không ngừng tính toán. Ba tôn đối lập, trước mắt tuy rằng không có tranh đấu tác chiến, nhưng mà đây chỉ là so đấu phương thức thay đổi một loại mà thôi. Luyện hóa đạo ngân, tiên nguyên dự trữ, cửu truyền tiên cổ các loại phương diện, thành ba tôn tranh đấu mỗi cái tiêu điểm. Không nghi ngờ chút nào, ai có thể ở đây chút phương diện chiếm trước ưu thế, người đó liền có thể thu được càng nhiều hơn cơ hội thắng. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3267, tiên cổ cửu truyền thứ hai của Phương Nguyên Convert. Đông Hải, lần này gần đủ rồi, trước tiên dừng lại đi. Phương Nguyên ý nghĩ hơi động, liền lại tạm ngừng luyện hóa đạo ngân hành vi. Chí tôn tiên khiếu bên trong Phương Nguyên Hoàng Hạnh tiên nguyên có hơn 100 viên. Nhưng Phương Nguyên đình chỉ luyện hóa tự nhiên đạo ngân, cũng không phải là bởi vì tiên nguyên dự trữ vấn đề. Trên thực tế, hắn ở bề ngoài ở luyện hóa Đông Hải luyện đạo đạo ngân, lén lút chủ yếu hơn vẫn là đang tiêu tan sự thực băng nổi. Hắn Hoàng Hạnh tiên nguyên đại bộ phận đều dùng để tiêu tan sự thực băng nổi. Chỉ có một tiểu bộ phận là ở luyện hóa Đông Hải luyện đạo đạo ngân. Như vậy biểu hiện để tinh túc tiên tôn, cự dương tiên tôn đều an ổn lưu ở riêng mình trong đại bản doanh, chưa có tới gây sự với Phương Nguyên. Ồ, cự dương tiên tôn đình chỉ luyện hóa tự nhiên đạo ngân, Phương Nguyên hai mắt hơi tỏa sáng. Tình báo này căn bản không che giấu được, ở thêm vào ba tôn lẫn nhau đều mười phần quan tâm. Vì lẽ đó Phương Nguyên rất nhanh tự dễ dàng biết được, cự dương tiên tôn tiên nguyên cũng không hơn nhiều. Tinh túc tiên tôn tuy rằng rùa rụt cổ ở trong tiên đình, nhưng trạng huống của nàng phòng trừng cũng giống vậy. Phương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Song tôn tiên nguyên dự trữ báo động, như vậy tìm đến Phương Nguyên phiền toái khả năng tự nhỏ, đối với Phương Nguyên có thể tạo thành uy hiếp cũng bạo hàng mấy lần. May là ta trước mạo hiểm thành công, luyện thành cửu truyền thiên nguyên bảo hoàng liên cổ, bằng không hiện tại sẽ rất khó chịu. Ba tôn đối lập, một khi lạc hậu sẽ rất khó truy đuổi. Dù sao ba tôn đều là hào kiệt bên trong hào kiệt. Hiện tại, ở tiên nguyên dự trữ phương diện này, ta đã cùng ba tôn ngang bằng. Nhưng trên thực tế, ta trái lại chiếm cứ rất nhiều ưu thế, vượt qua song tôn. Phương Nguyên âm thầm ước định, đầu tiên là cửu chuyển thiên nguyên bảo hoàng liên cổ, thật sự là ra sức. Sau đó, Phương Nguyên chí tôn tiên khiếu còn ra chỉ chủ đạo thủ đoạn, thời gian tốc độ chảy so với song tôn càng nhanh hơn. Trái lại cự dương tiên tôn, tinh túc tiên tôn, bởi vì đạo ngân bài xích nhau, có thể đối với bọn họ tiên khiếu hữu hiệu trụ đạo thủ đoạn hầu như không có. Cuối cùng, Phương Nguyên chí tôn tiên khiếu gốc gác vượt xa quá vừa mới bắt đầu kinh doanh song tôn tiên khiếu, từ tiên khiếu bản nguyên sản xuất hoàng hạnh tiên nguyên số lượng, vốn là so với song tôn phải nhiều. Ba người kết hợp bên dưới, Phương Nguyên Hoàng Hạnh tiên nguyên sản lượng muốn cao hơn nhiều song tôn. Phương Nguyên hiện tại luyện hóa tự nhiên đạo ngân thời gian, tận lực biểu hiện ra một bộ không đáng kể dáng vẻ, thường xuyên dừng lại. Bởi vì thiên cơ lẫn lộn sát chiêu, song tôn không biết Phương Nguyên nắm giữ cửu chuyển thiên nguyên bảo hoàng liên cổ. Hay bởi vì song tôn biết được chí tôn tiên khiếu tình báo, rõ ràng đạo ngân không bài xích nhau tai hại. Cảm thấy được Phương Nguyên không có khả năng lắm mạo hiểm tăng lên thời gian tốc độ chảy. Cho tới tiên khiếu bản nguyên sản xuất tiên nguyên quy mô, song tôn là bởi vì chí tôn tiên khiếu vừa rồi trải qua hỗn độn tiểu khó, cùng với cự dương tiên tôn họa này phúc mai phục giết chiêu, khinh thường chí tôn tiên khiếu gốc gác. Đặc biệt là khoảng thời gian này, Phương Nguyên ở Bảo Hoàng Thiên công khai luyện cổ, tình nguyện trả giá tiên cổ, cũng điên cuồng hơn thu mua các loại tài nguyên điểm, kiến thiết địa mạch,
thủy mạch ý đồ không chút nào che lấp. Loại này toàn lực kiến thiết tiên khiếu hành động, rơi xuống song tôn trong mắt, trái lại càng thêm thực tại chí tôn tiên khiếu ở phong ma cuộc tranh bên trong tổn thất nặng nề suy đoán. Phương Nguyên đo lường được song tôn tâm tư ở bọn họ nghĩ đến. Ta muốn ở tiên nguyên sản xuất phương diện bỏ công sức, luyện chế cửu chuyển tiên cổ quá mạo hiểm, gia tốc tiên khiếu thời gian sẽ nhanh hơn gợi ra tai kiếp, do đó lộ ra kẽ hở. Như vậy thì chỉ có điên cuồng kiến thiết kinh doanh tiên khiếu, khiến tiên khiếu bản nguyên càng thâm hậu, sản xuất càng nhiều hơn hoàng hạnh tiên nguyên. Nhưng nếu như ta thoáng lộ ra một điểm kẽ hở, chỉ sợ cũng sẽ để song tôn hoài nghi. Đặc biệt là tinh túc tiên tôn, chính là từ cổ chí kim chí đạo người số một, ẩn giấu nàng cực kỳ khó khăn. Phương Nguyên như giày đi trên băng mỏng, trong lòng biết chính mình này một bên duy trì hiện trạng, chính là rất khó được thắng lợi, tuyệt không thể ra chút nào kẽ hở. Một khi xuất hiện một điểm kẽ hở, tự sẽ lập tức bị song tôn phóng đại lại phóng đại, sau đó cấp tốc ra tay toàn lực thăm dò. Một khi nội tình bại lộ, vậy còn được, Phương Nguyên nhất định sẽ phải gánh chịu song tôn nổi lên vây công. Phương Nguyên cũng không biết mình có thể ẩn giấu bao lâu. Dù sao hắn đối mặt là từ cổ chí kim kiệt xuất nhất cổ tu hai. Nói không chắc, sau một khắc bí mật của hắn đã bị phát hiện. Nếu như phát sinh tình huống như thế, đến lúc đó Phương Nguyên một chút cũng không sẽ kỳ quái. Không lại bởi vì luyện hóa luyện đạo đạo ngân phân thần, Phương Nguyên bắt đầu toàn lực tiêu tan sự thực bong nổi. Trực giác nói cho hắn biết, hắn sắp có thu hoạch trọng đại. Đúng như dự đoán, sau mấy ngày, hắn thiên đạo cảnh giới lần thứ hai tăng lên, đạt tới chuẩn tông sư hoàn cảnh. Tuy rằng không có đạt đến tông sư cấp số, thế nhưng Phương Nguyên lại có hùng hậu gốc gác, sinh ra một luồng tự tin mãnh liệt. Hiện tại ta toàn lực tính toán, nhất định có thể đủ tính toán ra một cái thiên đạo sát chiêu, có thể để ta thu lấy nguyên cảnh. Phương Nguyên nguyên cảnh vẫn luôn còn ở Bảo Hoàng Thiên trong đó. Bảo Hoàng Thiên bên trong hàng hóa cũng không thể ở Bảo Hoàng Thiên bên trong tại chỗ sử dụng. Vì lẽ đó, Phương Nguyên chính mình bán phân thân đi vào, sau đó hấp thu nguyên cảnh. Kế hoạch từ vừa mới bắt đầu tựu không có khả năng thành công. Chỉ có Phương Nguyên đem nguyên cảnh lấy ra mới có thể hấp thu đi chúng nó, khiến cảnh giới của chính mình tăng vọt, tiêu tan sự thực băng nổi. Chủ yếu tăng trưởng chính là thiên đạo đạo ngân, thứ yếu là thiên đạo cảnh giới, cuối cùng mới là cái khác mỗi cái lưu phái cảnh giới. Cuối cùng này một bộ phận cảnh giới tăng trưởng, kỳ thực cũng không nổi bật. Phảng phất là sự thực băng nổi tặng phẩm phụ, chiếm cứ tỷ lệ rất nhỏ. Chỉ cần dựa vào nguyên cảnh, ta mới có thể để cho dư lưu phái cảnh giới rõ ràng tăng vọt tới. Thế nhưng, tự hiện tại mà nói, có cần phải như vậy? Phương Nguyên đắn đo suy nghĩ phía sau, lắc lắc đầu. Tính toán thiên đạo sát chiêu cũng không để Phương Nguyên làm khó dễ. Phương Nguyên kiêng kỵ là song tôn. Một khi hắn lấy ra nguyên cảnh, như vậy thì bại lộ thiên đạo thủ đoạn. Song tôn đầu tiên sẽ cảnh giác, Phương Nguyên là chí tôn tiên thể, được nhiều như vậy nguyên cảnh, tiêu hóa phía sau, nhất định là cảnh giới tăng vọt, uy hiếp tăng nhiều. Sau đó song tôn tất nhiên sẽ ngờ vực, Phương Nguyên làm sao sẽ có như vậy thiên đạo thủ đoạn đây. Phương Nguyên trước không có biểu hiện ra, hiện tại lại có cái này thiên đạo thủ đoạn, chứng minh hắn ở thiên đạo phương diện có rất nhiều tiến triển. Này cũng rất dễ liên tưởng đến sự thực băng nổi. Dù sao Phương Nguyên cướp giật tới tay sự thực băng nổi là ba tôn bên trong nhiều nhất. Nếu như Phương Nguyên thiên đạo tiến bộ là bởi vì tiêu tan sự thực băng nổi mà tới, như vậy hắn tiêu tan sự thực băng nổi tiên nguyên lại là đến từ đâu đây? Tinh túc tiên tôn cùng vô cực ma tôn phối hợp lâu như vậy, duy trì phong ma đại trận. Nàng lại lấy thân hợp đạo, khai sáng quá thiên công nhân đại sát chiêu, nhất định là biết tiêu tan sự thực băng nổi tiên nguyên hao tổn tình huống. Nàng một khi phát hiện kỳ lạ, tất nhiên sẽ báo cho cự dương tiên tôn, do đó thúc đẩy song tôn liên thủ, đến toàn lực đối phó, áp chế Phương Nguyên. Lại như Phương Nguyên trước suy tính như vậy, một khi lộ ra tiểu kẽ hở, tự sẽ đưa tới song tôn liên thủ chèn ép. Khả năng này quá lớn. Thiên đạo sát chiêu có thể trong bóng tối tính toán,
thế nhưng thu lấy Nguyên Cảnh nhưng phải tạm hoãn. Tuy rằng Nguyên Cảnh đối với Phương Nguyên rất có ích lợi, nhưng cũng không phải then chốt. Còn sẽ chọc tới Song Tôn vây công, tiến tới để Phương Nguyên đánh mất bây giờ ưu thế, vậy thì hết sức kém mất nhiều hơn cái được. Không, Thiên Đạo Sát Chiêu cũng có thể tạm hoãn tính toán. Dù sao ta một khi nắm giữ thủ đoạn này, tự sẽ khiến tự thân khí vận tăng vọt. Hiện tại ta có Cửu Chuyển Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên Cổ, cũng đã gia tăng Thiên Cơ Lẫn Lộn Sát Chiêu gánh nặng, khiến Thiên Cơ Lẫn Lộn Sát Chiêu hiệu quả tiêu hao tăng lên. Ta hiện tại phải làm, đáp lại cho là luyện chế con thứ hai Cửu Chuyển Tiên Cổ. Cái này ý nghĩ, kỳ thực đã sớm nấn ná ở Phương Nguyên trong đầu. Cho tới đến tột cùng luyện chế cái gì tiên cổ, Phương Nguyên cũng sớm liền đã xác định đáp án. Đó chính là Thăng Luyện Cổ. Không phải Xuân Thu Thiền, cầu thì vận, cũng không phải Thái Độ Cổ, như Mộng Lệnh Cổ, mà là Thăng Luyện Cổ. Thăng Luyện Cổ một khi trở thành Cửu Chuyển, đối với tương lai Phương Nguyên thăng luyện những thứ khác Bát Chuyển Tiên Cổ, có trợ giúp rất lớn. Cũng tỷ như trước, Phương Nguyên thăng luyện Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên Cổ. Nếu như nắm giữ Cửu Chuyển Thăng Luyện Cổ, khó khăn như vậy độ giảm xuống chí ít gấp đôi. Phương Nguyên luyện chế Cửu Chuyển Thăng Luyện Cổ còn có hai đại ưu thế. Cái thứ nhất ưu thế, Phương Nguyên bản thân tự nắm giữ Bát Chuyển Thăng Luyện Cổ. Này chỉ thăng luyện cổ đến từ Lăng Gia Phái, trước kia là Trường Mao Luyện Đạo Đại Trận Hạt Nhân. Sau đó lại xưng là Phương Nguyên Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Chi Hạt Nhân. Thứ hai ưu thế, thăng luyện cổ chính là luyện đạo tiên cổ. Tuy rằng trong quá trình cũng sẽ dính đến một ít luật đạo tiên tài, thế nhưng so với Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên Cổ thực sự tốt hơn nhiều. Luyện đạo tiên tài chiếm cứ tuyệt đại đa số. Phương Nguyên chính là luyện đạo tôn giả. Đối với luyện đạo tiên tài xử lý có thể nói không có sơ hở nào. Đã như thế, tỷ lệ thành công cũng sẽ rất lớn tăng cường. Tựu ở Phương Nguyên trong bóng tối bắt tay luyện chế Cửu Chuyển Thăng Luyện Cổ thời điểm. Tây Mạc, Phong Chuẩn Sa Mạc Phúc Tâm khu vực. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời cát bụi tung bay. Một tòa tiên cổ ốc lao ra dưới nền đất, rõ ràng là phòng gia thất chuyển tiên cổ ốc một trong Kê Lung Khuyển Xá. Tòa này tiên cổ ốc giống như hai tòa lầu các sóng vai xây lên. Bên trái một bên cái kia tòa phòng toàn thân vàng chói. Diêm hạ có mâm tròn thức biển. Hoành phi trên chỉ có một viết kép gà chữ. Bên phải một bên cái kia tòa nhưng là đỏ thắm. Mâm tròn hoành phi trên có một chó chữ. Lầu các môn hộ mở lớn. Cấp tốc bay ra gà loài chó thượng cổ hoang thú mấy chục đầu. Kê Lung Khuyển Xá lại bạo phát một trận huyền quang, chấn động thiên địa. Nguyên bản không hề có thứ gì trong sa mạc, bỗng nhiên hiển lộ ra một tòa ốc đảo. Này ốc đảo bên trong sinh trường từng cây cây thông cao vót, mỗi một thân cây chí ít có 30 trượng cao. Cây cùng cây trong đó đều khoảng cách rất xa. Cây thông bừa bãi địa triển khai cành, lá cây hội tụ thành một đoàn đoàn, bề ngoài bằng phẳng cực kỳ, giống như không trung mặt cỏ. Từng khối tùng diệp trên sân cỏ, đều có to lớn ổ chim. Ổ chim trong đó nghỉ lại chính là tiến nhanh gió chuẩn. Gió chuẩn số lượng rất nhiều, có dã thú bình thường, thú vương, hoang thú, thậm chí thượng cổ hoang thú bất đồng thực lực. Tốt một mảnh cao tùng ốc đảo, không hổ là vạn gia nắm giữ tài nguyên điểm bên trong. Dương danh Tây Mạc, bài vị thứ hai tồn tại. Phòng thê trường thân ở Kê Lung Khuyển Xá bên trong, nhàn nhạt đánh giá. Nơi này là vạn gia trọng địa, trấn thủ nơi này chính là vạn gia thất truyền cổ tiên cường giả Vạn Tiêu. Vạn Tiêu vẫn chưa hiện thân, một liền thao túng tiên trận, chống đỡ gà chó thượng cổ hoang thú đánh mạnh. Một bên nổi giận nói, phòng gia, các ngươi muốn làm gì? Thân là Tây Mạc chính đạo, lại đối với đồng đạo siêu cấp thế lực bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Kê Lung Khuyển Xá bên trong, phòng thê trường cười lạnh đáp lại nói, trước vạn gia hiệu triệu Tây Mạc siêu cấp thế lực, nghĩ muốn vây công ta phòng gia, món nợ này hiện tại tựu với các ngươi tốt đẹp tính toán một chút. Thật sự cho rằng ta phòng gia dễ ức hiếp sao? Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 3268 Làm lớn chuyện con vớt.
Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão cưỡi Loan Quang Đài đúng lúc trợ giúp, cùng Kê Lung Huyền Xá đối đầu một vòng phía sau, lập tức phát hiện phòng ra nhất phương thổ đạo tiên cổ ốc là nhược điểm. Phát hiện điểm này sau, Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão không do dự, lập tức thôi thúc Loan Quang Đài, bắn mạnh từng đạo cột sáng, tàn nhẫn mà giết hướng về lòng đất thổ đạo tiên cổ ốc. Thổ đạo tiên cổ ốc vội vã tiến vào dưới nền đất, vạn phần linh hoạt tránh né. Nó tuy rằng phòng ngự không ra dáng tử, thế nhưng tốc độ kinh người, thành công tránh né tất cả cột sáng. Có một ít cột sáng cùng nó gặp thoáng qua, tình hình một lần phi thường mạo hiểm. Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhưng là khẽ mỉm cười, tựu để cho các ngươi kiến thức một cái ta Vạn Gia tiên cổ ốc uy năng diệu dụng. Nói, hắn liền thôi thúc Loan Quang Đài, sử dụng tới tòa này tiên cổ ốc đắc ý nhất thủ đoạn. Nhất thời, kế kia chút bắn xuống lòng đất từng đạo thuần trắng thẳng tắp cột sáng, đột nhiên cong lên lên, quay lại phương hướng, lần thứ hai giết hướng xuống đất đạo tiên cổ ốc. Đại lượng cột sáng hình thành lưới bao vây, đến hạ mà trên muốn bao lại thổ đạo tiên cổ ốc. Thổ đạo tiên cổ ốc không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là điên cuồng trên vọt, mười mấy hơi thở phía sau, ầm một tiếng, lao ra mặt đất. Ta chính chờ ngươi đấy. Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão hai mắt bạo quang mang, trong miệng hô to, phá hủy tòa này tiên cổ ốc, đây chính là tùy ý tập kích ta Vạn Gia đánh đổi. Đừng hòng! Phòng Thê Trường hét lớn, cưỡi Kê Lung Huyền Xá trực tiếp vào về phía Loan Quang Đài. Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão chợt quát một tiếng, Loan Quang Đài lần thứ hai bắn mạnh cột sáng. Cột sáng uốn lượn, vờn quanh Loan Quang Đài một vòng, thu đuôi liên kết, hình thành mạnh mẽ bảo vệ. Kê Lung Huyền Xá va ở mặt trên, bị uốn lượn bay vụt cột sáng mang lệch sức mạnh, cùng Loan Quang Đài gặp thoáng qua. Sau đó, Loan Quang Đài trên lại bắn ra một đạo hoàng quang. Hoàng quang bọc lại phòng ra thổ đạo tiên cổ ốc, khiến cho nhúc nhích bất động. Sau đó, Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão điên cuồng truyền vào tiên nguyên, hoàng quang từng bước vặn vẹo, giống như bánh quay trèo. Ở màu vàng cột ánh sáng vặn vẹo bên dưới, phòng ra thổ đạo tiên cổ ốc răng rắc thẳng nứt, lượng lớn phàm cổ bị vặn vẹo thành cặn bã. Này một chiêu chính là Loan Quang Đài thủ đoạn mạnh nhất, chỉ cần kiên trì nữa 10 cái hô hấp, phòng ra thổ đạo tiên cổ ốc đem triệt để băng giải hủy diệt, tiệu liền bên trong cổ tiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vạn Truy Thanh ở giữa trời cao bay nhanh, sắc mặt hắn lạnh lùng đến cực điểm, nhưng trong lòng như là thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Đây là báo thù hòa, phụ thân của Vạn Truy Thanh chính là Vạn Lương Hàn, người sau chính là thất truyền chí đạo cổ tiên ở cùng Vạn Hào Quang, Vạn Tiêu đồng thời vây công Phương Nguyên thời điểm chết trận. Lúc đó Phương Nguyên ẩn núp ở phòng gia, vì lẽ đó ở Vạn Truy Thanh trong lòng là phòng gia giết chết phụ thân của hắn. Thù giết cha, không đội trời chung. Từ biết được phụ thân tử vong một khắc đó, Vạn Truy Thanh sinh hoạt tự xảy ra biến hóa, nghiêng trời. Trước kia hắn là một cái tiên nhị đời, có phụ thân chỗ dựa, tâm tính kiêu ngạo, không biết tiến thủ. Phụ thân vị này vì hắn che gió, che mưa đại thụ ngã xuống phía sau, Vạn Truy Thanh ở bi thống cùng trong khủng hoảng nhanh chóng thành thục. Hắn hiểu được chính mình phía trước đãi ngộ, tuyệt đại đa số đều là người khác nhìn phụ thân của hắn bộ mặt. Hắn biết mình đã từng may mắn, cũng rõ ràng lập tức tự mình hăng hái mới là hy vọng duy nhất. Vì lẽ đó, làm Vạn gia hiệu triệu không thành. Ở đường biên bố phòng thời điểm, Vạn Truy Thanh tuy rằng chỉ có lục truyền tu vi, nhưng không để ý hung hiểm, chủ động đưa ra tiến về phía trước đường biên, trấn thủ tại nguyên điểm. Hắn biết, hắn nhất định phải hướng về gia tộc thể hiện ra giá trị của chính mình. Nếu như giá trị không lớn, vậy thì thể hiện ra lòng trung thành của mình. Hắn không có có kỳ ngộ gì, chỉ có thể dựa vào gia tộc. Mà gia tộc nhưng không phải của hắn phụ thân. Mỗi làm Vạn Truy Thanh minh bạch phụ thân ở lúc hạnh phúc, hắn đối với phòng gia kiều hận lại càng sâu một tầng. Vạn Hào Quang để ta trấn thủ nơi này tài nguyên điểm, thế nhưng ta chỉ là một vị lục truyền cổ tiên. Dù cho có tiên trận giúp đỡ, lại có thể thế nào? Vạn Hào Quang mới là kiên trì viện binh đến chủ lực.
Nếu như phòng ra mục đích thực sự là tập kích một bên tuyến thượng tài nguyên điểm, đại cử lai công, ta khẳng định không thủ được. Đã như vậy, không bằng đơn giản mạo hiểm một ít, trực tiếp tiến công phòng ra tài nguyên điểm. Vạn Hào Quang không làm được sự tình, để ta làm. Vạn Truy Thanh quyết định liều một thanh. Nếu như hắn trấn thủ tài nguyên điểm, phòng ra đại cử lai công, hắn nhiều lắm chỉ có thể kiên trì một lát, tựu được thông qua truyền tống tiên trận rút lui rời. Mang theo chiến quả như vậy về đến gia tộc, đánh mất gia tộc tài nguyên điểm, ít nhất là chuyện nhỏ. Nhưng nếu là tập kích phòng ra tài nguyên điểm, đồng thời có được, cái kia nhất định là đại công. Đặc biệt là ở Cao Tùng ốc đảo bị tập kích, thương vong khẳng định không nhỏ tình huống hạ. Tình huống như thế, Vạn Truy Thanh phàm là có công lao, đối với Vạn gia mà nói, đều là đối với chính mình uy vọng giúp người khi gặp nạn đồ vật. Đến lúc đó một phần chiến công sẽ bị toán thành thập phần. Gia tộc cũng sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác. Có gia tộc khen thưởng cùng đại lực vun bón, ta mới có thể cấp tốc trưởng thành. Bằng không dựa vào bây giờ tốc độ tiến triển, muốn vì phụ thân báo thù đơn giản là xa xa khó vời. Vạn Lương Hàn chết rồi, cổ trùng vẫn chưa để cho Vạn Truy Thanh. Vạn Truy Thanh tu hành hết sức không dễ dàng, chỉ có thể liều mạng vì chính mình tranh thủ cơ hội. Đến rồi, liền ở ngay đây, phòng ra ở đường biên gần nhất tài nguyên điểm. Vạn Truy Thanh chậm tốc độ lại, thu lại khí tức, lặng yên tới gần. Phòng ra, thù giết cha ta hiện tại tự với các ngươi toán đệ nhất bút. Nhưng mà một lát sau, Vạn Truy Thanh trợn tròn mắt. Hắn nhìn hoang vu sa mạc, đứng ngơ ngác ở tại chỗ. Ở đây không phải bay xa địa động nơi sao? Các loại, ở đây có rõ ràng phá rỡ dấu vết. Phòng ra đem này tài nguyên điểm hủy đi. Vạn Truy Thanh hết sức không giải. Tất yếu như vậy phải không? Liền vì phòng ngừa Vạn gia khả năng rất nhỏ phản công, tự đem tài nguyên điểm rời đi. Phải biết cái này tổn thất nhưng là không nhẹ. Hủy đi tài nguyên điểm sinh bỏ tài nguyên nhất định sẽ giảm xuống. Bởi vì tài nguyên điểm không chỉ có muốn nhìn bản thân, hơn nữa cũng là cùng cảnh vật xung quanh nhất thể. Hủy đi tài nguyên điểm phảng phất như là cây cối bị dịch chuyển, sợ dễ rời đi đồ đệ, thiếu bùn nước chất dinh dưỡng. Mặc dù trồng trọt đến nơi tốt hơn, cũng muốn thích ứng một quãng thời gian. Mà thật chính thích hợp tài nguyên điểm địa phương lại có bao nhiêu đây? Mặc dù là thổ đạo đạo ngân càng dày, đặc nơi, đạo ngân sắp xếp bất đồng, rất có thể chính là phá hủy tài nguyên điểm hung thủ. Siêu cấp thế lực từ trước đến giờ rất ít phá dỡ tài nguyên điểm. Đối với kẻ địch mà nói, tháo dỡ đi một cái tài nguyên điểm, liền giống như thiếu một tòa tiền tuyến pháo đài, giảm bớt địch nhân trở ngại, có thể thuận thế tiến công đến nơi càng sâu, đây hoàn toàn là chuyện tốt. Không, không ổn. Nguyên bản siêu cấp thế lực cũng sẽ không dễ dàng sách thiên tài nguyên điểm. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Luyện Thiên Ma Tôn vẫn đang điên cuồng kinh doanh hắn chí tôn tiên khiếu. Bảo Hoàng Thiên bên trong luyện cổ báo giá trên danh sách nhiều nhất chính là thổ đạo tài nguyên điểm. Phòng gia rất có thể cùng Phương Nguyên trong bóng tối giao dịch, nắm những tư nguyên này điểm sung mãn làm giao dịch thẻ đánh bạc. Bọn họ thay đổi bao nhiêu tiên cổ. Trong đầu một cái sấm sét giữa trời quang giống như ý nghĩ, để Vạn Truy Thanh sắc mặt ở trong chớp mắt biến được nhợt nhạt, không có chút hồng hào. Phòng ra bởi vì cùng Phương Nguyên trong bóng tối giao dịch, thực lực tăng vọt. Chúng ta nhằm vào phòng ra tình báo đại thiếu sót lớn. Không tốt Cao Tùng, ốc đảo kế kia một bên nguy hiểm. Ý thức được điểm này, Vạn Truy Thanh không do dự, lập tức thông qua Bảo Hoàng Thiên truyền tin cho Vạn gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thế nhưng vào giờ phút này, Vạn gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhưng thao túng Loan Quang Đài, quay về phòng gia thổ đạo tiên cổ ốc triển khai một đòn chí mạng. Nơi nào có công phu đến nhìn Vạn Truy Thanh tình báo? Cho ta nát đi! Vạn gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão gào thét. Hừ, ngươi mơ mộng quá rồi. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên hiện ra ở Vạn gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão bầu trời. Bát truyền khí tức dâng trào mãnh liệt. Đương nhiên đó là phòng gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão, bát truyền tu vi phòng công. Vạn gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhưng không thèm nhìn phòng công một chút, tầm mắt của hắn gắt gao khóa chặt. Thổ đạo tiên cổ ốc, trước phải tiêu diệt tòa này tiên cổ ốc, để phòng gia tổn thất nặng nề.
Về phần an nguy, có Loan Quang Đài hộ thân, Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão ung dung tự tin. Nhưng mà hết thảy này đều ở phòng ra kế hoạch trong đó. Tiên đạo sát chiêu nhảy lên mái nhà lật ngói. Phòng công đột nhiên sử dụng tới một cái sát chiêu, song trường tàn nhẫn mà đập tiếp tục đánh. Loan Quang Đài xung quanh là ánh sáng di động, ngăn trở phòng công đánh ra. Dầm dầm dầm. Phòng công đánh ra không tuyệt, trường ảnh tung bay. Thế tiến công giống như trận báo, hết thảy bắn trúng Loan Quang Đài. Thất truyền Loan Quang Đài nắm giữ bát truyền sức chiến đấu, chống đối phòng công nguyên bản không ở lời hạn. Nhưng Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão sắc mặt nhưng bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Hắn ngạc nhiên phát hiện, phòng công mỗi nhất kích đều nắm giữ quỷ dị uy năng. Tuy rằng không thể chính diện đánh tan Loan Quang Đài thủ đoạn phòng ngự, nhưng lại có thể thẩm thấu đến nội bộ đến, để Loan Quang Đài cổ trùng tổn thất nặng nề. Hầu như trong nháy mắt, Loan Quang Đài rách nát không chịu nổi, vẫn khống chế phòng gia thổ đạo tiên cổ ốc màu vàng cột sáng, cũng mất đi ngọn nguồn, hoàn toàn tán loạn. Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão thấy vậy, kém một chút một ngụm máu khí được phun ra ngoài. Phòng gia, các ngươi khinh người quá đáng. Sau một khắc, Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão thôi thúc Loan Quang Đài, tiệu nghĩ bỏ chạy. Hắn triệt để hiểu, phòng gia là chuyên môn thiết kế mình, chuẩn xác hơn nói, là muốn nhằm vào Vạn Gia Tiên Cổ Ốc. So với lên Cao Tùng Ốc Đảo, Loan Quang Đài mới là phòng gia chân chính mục tiêu. Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão liều mạng lui nhanh, nghĩ muốn lui ra chiến trường. Nhưng phòng gia gặp được mục tiêu thực sự xuất hiện, làm sao sẽ dễ dàng buông tha. Thông thường tình huống hạ, những khắc cổ tiên khả năng không chống đỡ được tiên cổ ốc đấu đá lung tung, chỉ có thể lui tránh. Thế nhưng phòng công là một ngoại lệ. Phòng công mạnh mẽ kiềm chế lại Loan Quang Đài, kế lung khuyển xá cũng vồ giết tới. Loan Quang Đài chống đỡ một lát sau ầm ầm tan vỡ. Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão giận dữ công tâm, giết hướng về phòng công. Phòng công sắc mặt hờ hững, Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão, nhớ kỹ thời khắc này, chúng ta phòng gia không phải dễ trêu. Hôm nay tòa này Loan Quang Đài chính là mạo muội đối phó chúng ta phòng gia đánh đổi. Phòng công nhẹ nhàng vung quyền, đánh về phía Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão, vẫn duy trì hung hăng. Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão chỉ có thất truyền tu vi, căn bản không bị phòng công để ở trong mắt. Nhưng sau một khắc, Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão bỗng nhiên thần sắc động lại, sát chiêu đột nhiên thôi thúc thất bại, bị phòng công một quyền bắn trúng, tại chỗ đã bị đánh thành thịt nát, mất đi tính mạng. Toàn trường đều ngẩn ra, bao quát phòng công, phòng thê trường, đại trưởng lão, Vạn Tiêu thê thảm bi thiết. Chính mình ngồi tiến nhanh phong chuẩn, nhân cơ hội cấp tốc trốn rời Cao Tùng Ốc Đảo. Hành động của hắn thức tỉnh phòng gia chư tiên, phải làm sao mới ổn đây? Phòng công truyền âm cho phòng thê trường, biểu hiện lúng túng. Phòng thê trường sắc mặt âm trầm, làm sao sẽ đánh chết Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão? Này cùng trước kế hoạch hết sức không hợp. Phòng gia mục tiêu thực sự chính là Vạn Gia Tiên Cổ Ốc. Vạn Gia Tiên Cổ Ốc có hai tòa, đều là thất truyền, có thể chịu bát truyền, là Vạn Gia thân là siêu cấp thế lực gốc gác. Tầm quan trọng so với Cao Tùng Ốc Đảo phải lớn hơn nhiều. Dỡ xuống Loan Quang Đài chính là phòng gia trọng đại nhất thắng lợi. Phòng gia thanh thế đem đại trấn, lại không có một cái siêu cấp thế lực dám dễ dàng liên hợp người khác đi đối phó phòng gia. Trái lại Vạn Gia tựu hai tòa thất truyền tiên cổ ốc, đánh mất một tòa, sau này chỉ có thể rùa rụt cổ nhà mình địa bàn, lại không thể hứng thú gió làm sóng. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão một chết, phiền phức tựu lớn. Vạn gia nhất định sẽ toàn lực báo thù, dùng cái này danh nghĩa triệu tập Tây Mạc chính đạo thế lực, tất nhiên sẽ hình thành đối với phòng gia thảo phạt đại quân. Bởi vì phòng gia làm thái quá tuyến, không chỉ có bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, hơn nữa còn để người ta Thái Thượng Đại Trưởng Lão giết. Đây giống như là hàng xóm bỗng nhiên một ngày xông vào trong nhà, đem nam chủ nhân giết chết. Như vậy phòng gia hoàn toàn là ma đạo hành động. Chính đạo siêu cấp thế lực nhất định khủng hoảng, chỉ lo cái tiếp theo Vạn Gia chính là mình. Vì lẽ đó, Tây Mạc các đại siêu cấp thế lực nhất định sẽ liên hợp. Cú đấm kia ta đã nương tay,
nhưng Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão lúc đó tâm tình kích động, tựa hồ đưa tới sát chiêu phản phệ, càng ma xui quỷ khiến địa làm mất mạng. Phòng Công thở dài, tuy rằng thắng lợi, nhưng Phòng Công nhưng rất không vui. Tại chỗ Phòng Gia các cổ tiên đều trong lòng nặng nề, bởi vì ai đều biết chuyện này làm lớn lên. Duy có một người, Đường Phương Minh ẩn núp ở sa mạc sâu trong lòng đất, hưng phấn trong lòng vừa sợ. Lợi hại, cái này Mộng Đạo sát chiêu thực sự là lợi hại. Vạn Gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão bởi vậy chết, mà Phòng Gia nhưng vẫn bị chẳng hay biết gì. Phương Nguyên đại nhân, nhiệm vụ ta cuối cùng là hoàn thành. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 3268 Loan Quang Đài Convert. Bên trong đại trận khu, Vạn Tiêu mặt trầm như nước, trong lòng như là đè ép một khối đá tảng. Phòng Gia đột nhiên đột kích, để Vạn Tiêu không ứng phó kịp. Trên thực tế, Vạn Gia không phải không có phòng bị. Từ khi Vạn Gia chọn đầu, hiệu triệu Tây Mạc Chính Đạo siêu cấp thế lực thất bại phía sau, Vạn Gia trên dưới liền vì phòng bị Phòng Gia trả thù ở các đại đường biên tải, nguyên điểm trên tăng phái nhân thủ, đồng thời tăng mạnh nơi đó phòng hộ tiên trận, thậm chí là không tiếc giá cao. Mời Tiêu Gia ra tay, bố trí một tòa truyền tống tiên trận, có thể đúng lúc tiếp viện. Thế nhưng không nghĩ tới, Phòng Gia không sử dụng thì thôi, xuất động một cái càng là vượt qua đường biên, trực tiếp thâm nhập đến rồi Vạn Gia Phúc Tâm chi địa, hung hãn xung kích Vạn Gia thứ hai đại tài nguyên điểm. Đây là Phòng Gia dự mưu đã lâu, nhưng bọn họ rốt cuộc làm sao tới? Vạn Tiêu lòng tràn đầy nghi ngờ. Phòng Gia ba đại tiên cổ Ốc Kê Lung Quyển Xá, Vấn Tân Ổ, Lạc Anh Quán tình báo, Vạn Gia từ lâu quen thuộc, không có một tòa có thể làm được trước mắt chuyện như vậy. Không được. Đúng lúc này, Vạn Tiêu kinh hãi phát hiện, đại trận lay động không ngừng, mặt đất rung động, phảng phất địa câu thành hình giống như vậy. Cao tùng ốc đảo bên trong đại lượng cây cối khuynh ngã xuống. Tòa này bảo vệ đại trận trận cơ chôn trong lòng đất, sâu đến mấy ngàn trượng. Phòng Gia lại chuẩn xác tìm tới, đồng thời ở phá hoại. Vạn Tiêu vội vã coi, nhất thời phát hiện một tòa tiên cổ ốc ở sâu dưới lòng đất tàn phá, không ngừng phá hoại trận cơ. Tiên trận thông thường đều có trận cơ, phảng phất như là lầu các dựng cần sớm đánh nền đất một dạng. Trận cơ đối với tiên trận mà nói, 10 phần trọng yếu, chính là cơ sở trong cơ sở. Nếu như trận cơ bị phá hủy, lớn như vậy trận phảng phất như là bị phá hủy nền đất lầu các, sẽ biến được 10 phần không ổn định. Hơi có mưa gió, tựu sẽ lay động nghiêng, lộ ra lớn sơ hở lớn, thậm chí khả năng trực tiếp lật úp hủy diệt. Vì lẽ đó, xưa nay cổ tiên bố trí tiên trận, đều phải đem trận cơ tốt đẹp ẩn giấu. Có chút trận cơ ẩn giấu trong lòng đất, có chút trận cơ thì lại biến mất ở trên không, có chút trận cơ thì bị đại trận bao vây ở trung tâm. Cao tùng ốc đảo chỗ này bảo vệ đại trận, thứ nhất là bố trí đã lâu, thứ hai hoàn cảnh giới hạn, đối với lúc đó bố trí tiên trận cổ tiên mà nói, chỉ có đem trận cơ chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, bố trí như vậy mới có thể chăm sóc đến mọi mặt, vừa có thể phòng hộ, lại có thể đa tài bồi tài nguyên. Hiện tại trận cơ nhưng là bị tìm tới, gặp đánh mạnh, khá lắm nham hiểm tàn nhẫn Phòng Gia, lại còn giấu có một tòa thổ đạo tiên cổ ốc. Vạn Tiêu nghiến răng nghiến lợi, càng để trong lòng hắn lạnh cả người là, Phòng Gia ra tay lôi đình vạn quân, hiển nhiên là làm dư thừa chuẩn bị. Là cái nào nghĩ ra được kế sách? Phòng Thê Trường không phải là bị khốn ở thần đế thành bên trong sao? Chẳng lẽ là cái kia thanh niên Phòng Vân? Phải làm sao mới ổn đây? Vạn Tiêu khuôn mặt mồ hôi lạnh. Trước hắn vẫn là có niềm tin. Cao tùng ốc đảo phòng hộ tiên trận rất mạnh. Hắn có tự tin, có thể dựa vào trận này nhấc tay, chống đỡ đến Vạn Gia đại bản doanh trợ giúp. Phòng Gia có tiên cổ ốc, Vạn Gia đương nhiên cũng có. Vạn Gia tiên cổ ốc trợ giúp lại đây, phối hợp phòng hộ tiên trận, đẩy lùi Phòng Gia cũng không phải việc khó. Chỉ cần đẩy lùi Phòng Gia, đó chính là Vạn Gia thắng lợi. Bởi vì Phòng Gia động tác này đã đột phá Tây Mạc Chính Đạo điểm mấu chốt.
thất bại tan tác mà quay trở về, nhất định thanh thế giảm nhiều. Vạn gia thừa cơ phản công, lại cử hành hiệu triệu, đường đường chính chính. Đến lúc đó Tê Mạc các đại siêu cấp thế lực phản ứng khẳng định cùng trước không giống nhau. Chẳng qua là ta có thể chống đỡ đến vào lúc ấy sao? Vạn Tiêu đầy mặt vẻ nghiêm túc. Vạn gia đại bản doanh. Cái gì? Phòng gia tập kích ta Cao Tùng, Ốc Đào. Nhận được Vạn Tiêu cầu viện tin sau, Vạn gia thái thượng đại trưởng lão nhất thời sắc mặt kịch biến. Vạn Tiêu ở trong thư tự thuật tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tình thế nghiêm trọng, hết sức khẩn cấp. Cao Tùng, Ốc Đảo chính là vạn gia thứ hai đại tài nguyên. Điểm là Tây Mạc thậm chí năm vực đều nổi tiếng siêu cấp tài nguyên điểm, nhất định muốn cứu, không thể sai sót. Một khi thất thủ, tổn thất tựu quá lớn. Phòng gia, thực sự là độc ác, ta vạn gia đã đến then chốt thời gian. Vạn gia thái thượng đại trưởng lão tuy rằng chỉ có thất truyền tu vi, sức chiến đấu cũng không xuất chúng, nhưng có bén nhạy cái nhìn đại cục. Hắn sâu sắc rõ ràng, một khi Cao Tùng, Ốc Đảo thất thủ, không chỉ là bên trong tài nguyên sẽ triệt để tổn thất, hơn nữa vạn gia danh dự cùng uy vọng đem gặp đả kích khổng lồ. Này trước vạn gia hiệu triệu không thành, hiện tại nếu như tài nguyên điểm lại bị phòng gia phá hủy, như vậy ở trong mắt tất cả mọi người, vạn gia chính là Tây Mạc trong chính đạo lót đáy tồn tại, là diễu cợt đối tượng, là mềm yếu có thể bắt nạt đại biểu. Một khi có như vậy nhận thức, vạn gia nhất định sẽ đi tới suy yếu con đường. Bởi vì lập tức thời cuộc hỗn chiến sẽ tới, nhân tâm di động bất an. Hỗn chiến nếu như bạo phát, tất cả mọi người sẽ cảm thấy được vạn gia là có thể khi dễ. Đây đối với vạn gia mà nói, tự tương đối đáng sợ. Vì lẽ đó, vạn gia thái thượng đại trưởng lão nhận được Vạn Tiêu cầu viện tin sau, liền lập tức động thủ, tự mình điều động Loan Quang Đài xuất kích. Trong đại bản doanh chỉ có một vị lục truyền cổ tiên, cùng với một tòa thất truyền tiên cổ ốc chấn thủ. Ở gấp rút tiếp viện trên đường, vạn gia thái thượng đại trưởng lão lại cho vạn gia tất cả cổ tiên đưa tin. Vạn gia quần tiên kinh nộ chấn động, đường biên vô cùng bình tĩnh, trước mắt hết sức an ổn. Được chư tiên hồi âm sau, vạn gia thái thượng đại trưởng lão đầu lông mày vẫn cứ trói chặt. Cấp tốc suy tư một chút sau, hắn cắn chặt hàm răng, truyền đạt mệnh lệnh. Vạn Hào Quang rất nhanh được cái này mệnh lệnh. Truy Thanh, ngươi ở nơi này phòng thủ, nếu như phòng gia đến công, lúc cần thiết liền trực tiếp rút lui. Rời, ta muốn đuổi hướng về phong chuẩn sa mạc, gấp rút tiếp viện Vạn Tiêu đi. Vạn Hào Quang nói liền muốn lên đường. Hắn cùng Vạn Tiêu cảm tình rất thâm hậu. Lúc trước, vạn gia tam tiên cùng Phương Nguyên đối chiến, Vạn Tiêu có thể liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đi giải cứu Vạn Hào Quang. Hiện tại Vạn Hào Quang đồng dạng cũng có thể làm được trình độ như thế. Nhưng Vạn Truy Thanh nhưng là một phát bắt được Vạn Hào Quang tay. Đại nhân, giờ khắc này ngươi đi gấp rút tiếp viện, nguy hiểm quá lớn. Hiện tại tình báo không rõ, phòng gia chân chính bố cục là cái gì, chúng ta còn không có làm rõ. Vạn nhất là vây điểm đánh viện binh kế sách, đại nhân ngươi lần này đi chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Ta có một cái đề nghị. Lập tức phòng gia thâm nhập ta vạn gia phúc địa, chúng ta như là thuần túy phòng thủ, chỉ có thể vẫn chịu đòn, rơi vào phòng gia kế hoạch trong đó. Đơn giản chúng ta cũng phát động công kích, công chiếm phòng gia tài nguyên điểm, lấy công đối công. Vạn Hào Quang nghe xong lời này, ánh mắt sáng ngời, trên dưới đánh giá Vạn Truy Thanh một phen, vỗ vai hắn một cái vai, khá lắm, có tiến bộ. Thế nhưng, ngươi cho rằng Thái Thượng Đại Trưởng Lão không nghĩ tới tầng này sao? Vạn Hào Quang lắc đầu. Thái Thượng Đại Trưởng Lão chi cho nên phải chúng ta những cường giả này gấp rút tiếp viện, chính là bản thân không có lòng tin đi đẩy lùi phòng gia quân xu thế. Phòng gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão phòng công nhưng là bát truyền tu vi, đồng thời tung tích không hiện ra, rất có thể tựu ở cái lung khuyển xá tiên cổ ốc bên trong. Dựa theo mưu kế của ngươi, mặc dù chúng ta tập kích phòng gia tài nguyên điểm, một khi Cao Tùng Ốc Đảo thất thủ, chúng ta vạn gia cũng là đại bại thua thiệt. Phòng gia ở một bên tuyến thượng những tài nguyên kia điểm, mặc dù hết thảy gộp lại, cũng không cách nào cùng chúng ta Cao Tùng Ốc Đảo sánh ngang. Vạn Truy Thanh sắc mặt tái nhợt, thời khắc
Này hắn thật sâu ý thức được thực tế tàn khốc, không rõ ràng phòng ra chân chính bố cục, vạn hào quang liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cũng muốn đi gấp rút tiếp viện. Bởi vì vạn gia cao tùng ốc đảo không thể sai sót. Oanh! Trận cơ hủy diệt, tiên trận bị phá mở miệng lớn. Kê lung khuyển xá trực tiếp chém giết vào. Vạn tiêu một mặt phẫn nộ hận vẻ, lại chỉ có thể quan trọng hàm răng, toàn lực chống đỡ tàn phá đại trận. Phong chuẩn hí lên, tốt đẹp chính là quê hương bị xâm lấn. Này chút phong chuẩn đều bị kích thích, dồn dập giết hướng về kê lung khuyển xá, cùng với phòng gia trước phái ra gà chó bầy thú. Trong lúc nhất thời, mạnh mẽ loạn phong, máu me tung tóe, gà gáy tiếng, tiếng chó sủa, ưng lịch tiếng trộn chung, vang vọng toàn bộ chiến trường. Một đầu thái cổ phong chuẩn ra sức vồ một cái, cào nát kê lung khuyển xá một cái nóc nhà. Bên trong phòng gia cổ tiên đã sớm chuẩn bị, đều đâu vào đấy tiến hành tu bổ. Phòng thê trường cười ha ha, tốt một đầu thái cổ hoang thú, đi vào cho ta thôi. Sau một khắc, kê lung khuyển xá bùng nổ ra một cột sáng bọc lại thái cổ phong chuẩn, đưa nó tàn nhẫn mà lôi kéo trở về. Thái cổ phong chuẩn cực lực dãy rùa, thế nhưng hình thể nhưng càng ngày càng nhỏ, phản kháng lực đạo cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị kê lung khuyển xá nuốt hết. Cái gì? Tòa này tiên cổ ốc có thể chấn áp thái cổ phong chuẩn. Vạn tiêu trong lòng lần thứ hai mạnh mẽ chấn động. Kê lung khuyển xá là chỉ có thể nô dịch gà loại, loài chó nô đạo tiên cổ ốc, không nghĩ tới hiện tại lại có một hạng mới tinh uy năng. Đủ rồi, đủ rồi. Phòng ra, các ngươi tổng có một ngày sẽ vì này trả giá thật lớn. Ta xin thề, ta vạn tiêu xin thề. Vạn tiêu trợ mắt mà nhìn phong chuẩn bị kê lung khuyển xá lượng lớn chấn áp, trong lòng cuồng hô. May ở nơi này tình huống không có kéo dài bao lâu, vạn gia thái thượng đại trưởng lão cưỡi vạn gia tiên cổ ốc xuất hiện ở chân trời. Vạn tiêu nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Là Loan Quang Đài a. Phòng thê trường thấy cảnh này lầm bầm lầu bầu. Này Loan Quang Đài chính là quang đạo thất truyền tiên cổ ốc, toàn thân xám trắng, tám giác tám mặt, đài cao núi. Vạn gia thái thượng đại trưởng lão thẳng tắp như thương, đầy mặt sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm kê lung khuyển xá. Song phương cự ly còn có mấy dặm xa, Loan Quang Đài tựu chợt bộc phát ra bốn cột sáng. Cột sáng càng ở không trung uốn lượn, vô cùng linh hoạt địa chia ra tấn công vào kê lung khuyển xá. Kê lung khuyển xá ở phòng thê trường điều hành bên dưới, thôi sử ra phòng ngự sát chiêu, toàn bộ chặn lại này bốn cột sáng. Như thế một chút thời gian, Loan Quang Đài liền vọt tới kê lung khuyển xá trước mặt. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, vạn gia thái thượng đại trưởng lão càng hung hãn thôi thúc Loan Quang Đài, trực tiếp đụng vào kê lung khuyển xá trên. Hai tòa tiên cổ ốc chạm vào nhau, mảng lớn phàm cổ ở đánh chúng hóa thành mảnh vỡ, riêng phần mình bay lui về. Ha ha ha, vạn gia thái thượng đại trưởng lão, ngươi thật lớn hỏa khí a. Phòng thê trường âm thanh truyền ra, tại chiến trường bên trong vang vọng. Vạn gia thái thượng đại trưởng lão cùng vạn tiêu sắc mặt đều biến. Phòng thê trường, ngươi không phải là bị khốn ở đế quân thành, không, thần đế thành bên trong sao? Phòng thê trường khóe miệng run lên, âm thanh cấp tốc trầm thấp xuống, cái này không phải trọng điểm. Vạn gia, lần này ta muốn đại biểu phòng gia, cẩn thận mà giáo huấn các ngươi. Không phải tùy tùy tiện tiện thế lực là có thể tìm ta phòng gia phiền phức. Đại ngôn không xấu hổ. Vạn gia thái thượng đại trưởng lão giận dữ hét lớn, lập tức dưới chân Loan Quang Đài lần thứ hai bạo phát sát chiêu. Mấy chục căn cột sáng quét ngang, đem kê lung khuyển xá đánh được liên tục bại lui. Gà chó thượng cổ hoang thú ở cột sáng hạ tử thương nặng nề, thậm chí sâu trong lòng đất thổ đạo tiên cổ ốc cũng bị quét trọng, tiên cổ ốc chủ thể hầu như muốn tan tác. Phòng gia có thể độn thổ, thâm nhập phúc tâm, tập kích lại đây, vô cùng có thể là tòa này thổ đạo tiên cổ ốc tác dụng. Bất quá tòa này tiên cổ ốc tựa hồ rất yếu, chí ít phòng ngự phương diện hoàn toàn không đáng chú ý. Vạn gia thái thượng đại trưởng lão nhất thời vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com
Chương 3269, âm mưu của Phương Nguyên Convert. Phòng thê trường trong đầu, số lượng cao ý nghĩ giống như cao lầu thay nhau nổi lên, lại cấp tốc đổ nát. Đến trăm lần, ngàn lần lầu lên lầu sụp, để phòng thê trường mồ hôi đầm đìa, đầy mặt ửng hồng vẻ. Hiển nhiên trí đạo tính toán đã đạt đến tự thân cực hạn. Gay go, vô cùng gay go. Phòng thê trường trong miệng lẩm bẩm, sắc mặt rất là khó coi. Thôi tính ra các loại thành quả, đã để hắn thấy được phòng gia thê thảm tương lai. Trước, vạn gia vị trí lấy hiệu triệu thất bại, phòng gia tránh được một kiếp, kỳ thực chủ yếu là dựa vào phòng gia cùng Phương Nguyên không minh bạch quan hệ. Lại thêm năm vực giới bích biến mất, lưỡng thiên lẫn lộn, các cổ tiên đều người người cảm thấy bất an, vẫn duy trì cẩn thận. Nhưng mà phòng thê trường vô cùng rõ ràng, cái gọi là đại ái tiên tôn chân chính diện mạo là cái gì? Phòng gia như xảy ra chuyện gì, gặp Tây Mạc siêu cấp thế lực vây công, Phương Nguyên là tuyệt đối sẽ không ra mặt. Phương Nguyên chỉ chú trọng thực tế lợi ích, trừ phi phòng gia mở ra giá cao, để Phương Nguyên động lòng, bằng không Phương Nguyên tuyệt sẽ không xuất thủ giúp đỡ phòng gia. Lại như lần này, phòng gia là trước tiên có hướng về vạn gia động thủ ý đồ, trong bóng tối cùng Phương Nguyên giao dịch. Phòng gia bỏ ra rất nhiều tài nguyên điểm, này mới đổi lấy rất nhiều tiên cổ, thăng luyện nhảy lên mái nhà lật ngói sát chiêu hạt nhân tiên cổ, lại miễn cưỡng, hợp thành tòa kia thổ đạo tiên cổ ốc. Một khi Phương Nguyên không ra tay giúp đỡ, phòng gia cùng Phương Nguyên quan hệ chân thực bị đâm thủng, như vậy phòng gia liền đem đối mặt tai họa ngập đầu. Phòng gia có thể nắm tính ra đầy đủ đánh đổi, để Phương Nguyên ra tay giúp đỡ sao? Phòng thê trường đối với này hào không tự tin. Nhất để hắn lo lắng vô cùng là phòng gia có thể ra giá cao, mời Phương Nguyên cứu viện. Như vậy cái khác siêu cấp thế lực nếu như noi theo, phòng gia như thế nào lại là đối thủ đây? Không quản phòng gia lựa chọn như thế nào, Phương Nguyên thủy chung là lớn nhất bên thắng. Phòng thê trường trong bóng tối cắn răng, trong lòng rất là phẫn hận. Phương Nguyên trừ đi cơ thể hắn, lại tù binh hồn phách của hắn ở phòng thê trường trong lòng. Loại này cừu hận tự nhiên không thể quên. Như thế nào cho phải? Này vạn gia thái thượng đại trưởng lão thực sự là vạn gia sỉ nhục, cư nhiên như thế không chịu nổi đánh. Có lẽ chúng ta có thể mang hắn sống lại. Phòng công trao mày, đưa ra một cái đề nghị. Phòng thê trường chậm rãi lắc đầu. Ý nghĩ này hắn đã sớm trong đầu đoán qua, không cách nào đi thông. Lại không nói phòng gia cũng không sống lại cổ tiên phương pháp xử lý. Muốn sống lại vạn gia thái thượng đại trưởng lão, e sợ còn được cầu viện người khác. Coi như là thành công sống lại vạn gia thái thượng đại trưởng lão, lần này cừu hận cũng chưa có sao. Liền giống với phòng thê trường chính mình, hắn bị Phương Nguyên giết chết quá một lần, hồn phách trở thành tù binh, cuối cùng lại bị Phương Nguyên thả ra ngoài. Hắn cùng Phương Nguyên trong đó cầu hận, lẽ nào tự tiêu trừ sao? Làm sao có khả năng? Ngược lại là loại này cừu hận nặng hơn. Có thể nói, phòng gia cùng vạn gia cừu hận đã rất khó cọ rửa, vạn gia nhất định sẽ toàn lực trả thù. Ở loại tình huống này hạ, phòng gia sống lại vạn gia thái thượng đại trưởng lão, chính là sống lại kẻ thù của chính mình, sau đó để hắn đến gây sự với chính mình. Này cũng quá ngu xuẩn. Đương nhiên, cổ tiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khó có thể tính toán. Muốn hóa giải cừu hận phương pháp cũng không phải là không có. Tỷ như mọi người đều biết Xuân Thu Thiền, chỉ cần trọng sinh thành công là có thể để tất cả làm lại lần nữa. Còn có chí đạo thủ đoạn thay đổi vạn gia chư tiên cảm xúc. Nhưng những thủ đoạn này, vừa nếu có thể đối với vạn gia chư tiên hữu hiệu, tất nhiên chuyển số cực cao, phòng gia cũng không thể nắm giữ. Hồ! Phòng thê trường phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt lóe lên mấy lần lệ mang, hắn trầm giọng nói, trước mắt chúng ta chỉ có thể một con đường đi tới đen. Đi tập kích vạn gia đại bản doanh, cần phải trọng thương vạn gia. Phòng công hai mắt nhất thời nheo lại, còn lại phòng gia cổ tiên nghe xong lời này, trong lòng cũng là lẫm liệt. Chuyện này đã làm lớn lên, phòng gia khẳng định có phiền toái lớn. Đã như vậy, cũng không cần rắn chuột hai đầu, đơn giản hoặc là không làm, đem hết toàn lực suy yếu vạn gia. Tốt,
phòng công làm đoạn thì lại đoạn, lập tức làm ra quyết định. Phòng gia lập tức thu hồi kê lung khuyển xá, điều động thổ đạo tiên cổ ốc từ dưới nền đất hết tốc lực giết hướng về vạn gia đại bản doanh. Nhưng mà, làm bọn họ đánh vào vạn gia trong đại bản doanh sau, nhưng phát hiện bên trong không có một bóng người. Vạn gia cổ tiên sớm bỏ chạy, vạn gia chỉ còn dư lại tiên cổ ốc vạn tuế lâu. Kể cả trong đại bản doanh rất nhiều tài nguyên, vạn gia kho tàng đều hoàn toàn biến mất. Phòng gia chư tiên sắc mặt tái xanh. Đây là đối với phòng gia nhất bất lợi tình huống. Trầm mặc chốc lát, phòng thê trường đề nghị Thái Thượng Đại Gia Lão, kế trước mắt còn xin ngươi cùng kê lung khuyển xá cùng điều động, xung quanh càn quét vạn gia tài nguyên điểm. Mà ta xuất lĩnh đại bộ đội quay lại đại bản doanh, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Phòng công chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có như thế. Phòng thê trường sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Phòng gia muốn nghĩ vượt qua này khó, nhất định phải vững vàng ôm chặt phương nguyên bắp đùi. Mọi người lão các ngươi có thể cướp giật đến bao nhiêu tài nguyên điểm, chúng ta phòng gia là có thể từ phương nguyên kế kia một bên thu được bao nhiêu tiên cổ, là có thể tăng trưởng bao nhiêu hy vọng. Ta minh bạch. Phòng công điểm hai người, chui vào kê lung khuyển xá bên trong, rất nhanh biến mất ở chân trời. Mà phòng thê trường thì lại xuất lĩnh còn lại phòng gia chư tiên, cưỡi thổ đạo tiên cổ ốc, trở về phòng gia đại bản doanh. Sơn Vũ Dục Lai, Lôi Đình hạ xuống, phòng gia trên dưới vô cùng sốt sắng, giống như đã nhận ra sinh tử uy hiếp trong núi Mãnh Hổ. Lông đều dựng lên, hổ nhãn chừng đến to lớn nhất, vì là đón lấy đàn thú phản phệ mà toàn lực chống lại. Đông Hải, gió biển phơ phất, âu chim kêu khẽ. Phương Nguyên thản nhiên ung dung chủ trì luyện cổ. Chí tôn tiên khiếu bên trong có liên quan cửu chuyển thăng luyện cổ luyện chế, dĩ nhiên tiến hành được trung hậu đoạn. Quá ung dung. Đây là Phương Nguyên lớn nhất cảm thụ. Dù cho đây là một lần cửu chuyển tiên cổ luyện chế, cùng lần trước tình hình hoàn toàn khác nhau. Lần này, Phương Nguyên có thể không có Cự Dương tiên tôn, Tinh Túc tiên tôn cùng với u hồn ma tôn mang tới ngoại tại áp lực, cũng không cần trông coi thiên linh. Còn có một cái then chốt, đó chính là Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên cổ chính là mộc đạo tiên cổ, thăng luyện cổ nhưng là luyện đạo tiên cổ. Người sau là Phương Nguyên am hiểu nhất bộ phận. Xử lý luyện đạo tiên tài có thể so với xử lý mộc đạo tiên tài muốn dễ dàng hơn nhiều. Phương Nguyên thậm chí là một bên luyện chế cửu chuyển tiên cổ, một bên xử lý sự vụ. Phòng gia rất nhanh tựu có tin, đồng thời bổ sung thêm một phần danh sách. Danh sách nội dung phía trên là mười mấy tài nguyên điểm, trong đó không thiếu loại cỡ lớn tài nguyên điểm, siêu cấp tài nguyên điểm đều có một cái. Mấy ngày nay đến, phòng công cho thấy bát truyền cổ tiên hung hăng. Phòng thê trường chủ trì đại cuộc, lại đem vấn tân ổ sai phái ra đi. Phòng ra hai đường càn quét vạn gia địa bàn, xâm chiếm rất nhiều tài nguyên điểm. Xem ra phòng ra chiến công không nhỏ. Quả nhiên người đều là có tiềm lực, không bức ép một cái, làm sao có thể bảo phát đây. Phương Nguyên nhẹ nhàng cười cười. Phòng ra gia nhập thiên địa nhất gia đại ái minh sau, liền trong bóng tối đưa ra giao dịch. Nhìn thấy phòng gia muốn giao dịch mấy con tiên cổ, Phương Nguyên tự tính toán ra phòng gia dự định. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đến nghĩ, phòng gia vì tự vệ trả thù vạn gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao Tây Mạc bên trong, đường gia bị Phương Nguyên cố ý ẩn giấu, toàn bộ Tây Mạc siêu cấp thế lực bên trong cũng là phòng gia cùng Phương Nguyên quan hệ mật thiết, này cũng quá đặc biệt. Vạn gia trước hiệu triệu Tây Mạc chính đạo đến vây công phòng gia, cũng đã đem phòng gia sâu sắc kích thích. Vạn gia hiệu triệu thất bại, phòng gia trên dưới thở phào nhẹ nhõm sau, liền quyết định thừa cơ đả kích vạn gia. Đây là lấy công làm thủ cử chỉ sáng suốt. Phương Nguyên thấy vậy, liền tâm sinh nhất kế. Một bên nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, trợ giúp phòng gia đạt thành mong muốn, lệnh phòng gia thực lực tăng vọt. Khác một biên Phương Nguyên lại đối với đường gia hạ lệnh, truyền thụ đường Phương Minh một cái mộng đạo sát chiêu, thuê mộng đạo tiên cổ. Hiện tại, phòng gia bị Phương Nguyên thiết kế, trở thành Tây Mạc náo loạn chi nguyên. Bọn họ vì tự vệ, nhất định phải cùng Phương Nguyên càng thêm mật thiết hợp tác, vì là Phương Nguyên cướp giật nhiều tư nguyên hơn điểm. Một phương diện khác,
Đường Gia hãm hại Phòng Gia, cũng chờ nếu là có một cái to lớn nhược điểm rơi ở Phương Nguyên trong tay. Phương Nguyên đối với Đường Gia sức ảnh hưởng cũng thuận theo sâu sắc thêm rất nhiều. Phòng Gia một lần này đến trong thư, không chỉ có là yêu cầu càng nhiều hơn Tiên Cổ, hơn nữa còn thỉnh cầu Phương Nguyên ở lúc cần thiết, thân phó Tây Mạc, hiện ra đại ái tiên tôn vô địch phong thái. Vì thế, Phòng Gia đồng ý trả giá tất cả, muốn mời ta ra tay. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, sao có thể có chuyện đó. Trước mắt ba tôn đối lập, tranh thủ từng phút từng giây, Phương Nguyên tự mình vì Phòng Gia ra tay là không có khả năng sự tình. Hắn lợi dụng Phòng Gia, lấy Phòng Gia làm quân cờ. Mà quân cờ chính là quân cờ, nên hy sinh thời điểm liền muốn hy sinh. Trừ phi quân cờ giá trị rất lớn, khó có thể thay thế, bằng không sẽ không đích thân giữ gìn. Phương Nguyên thuộc hạ bên trong có ai khó có thể thay thế sao? Không có. Phương Nguyên tàn nhẫn lúc thức dậy, tựu liền chính mình phân thân đều có thể không chút do dự mà bỏ qua rơi. Há sẽ vì Phòng Gia tự mình ra tay? Tiên đỉnh. Tinh Túc Tiên Tôn vừa bắt đầu tiếp tục luyện hóa Tiên đỉnh chí đạo đạo ngân, tựu có tình báo trọng yếu truyền tới. Tây Mạc có biến, Phòng Gia xâm lược Vạn Gia. Tinh Túc Tiên Tôn trong con ngươi tinh quang lóe lên mấy lần. Phòng Gia như vậy cấp tiến, nhất định có vấn đề. Chẳng lẽ là Phương Nguyên trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa? Tinh Túc Tiên Tôn rất nhanh liền nghĩ đến tầng này. Dù sao Phòng Gia công nhiên gia nhập thiên địa nhất gia đại ái minh sự tình, năm vực đều biết. Lần này, Phòng Gia thực lực tăng vọt, hết sức hiển nhiên là Phương Nguyên ở sau lưng giúp đỡ. Vạn Gia bị đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, Vạn Gia Thái Thượng Đại Gia Lão đều chết trận xa trường. Có thể thấy được Phương Nguyên có ý định ở Tây Mạc khuấy lên phong vân. Phòng Gia lại cam vì là Phương Nguyên như vậy điều động, liều lĩnh cả tộc tồn vong nguy cơ. Xem ra Phương Nguyên đối với Phòng Gia ảnh hưởng muốn so với ta nghĩ càng sâu. Không ổn, Tinh Túc Tiên Tôn khẽ nhíu mày. Nàng rất nhanh tự phát hiện đến Phương Nguyên mục đích thực sự. Phương Nguyên cũng không để ý Phòng Gia, dù cho hắn cũng cần tài nguyên điểm đến kinh doanh chí tôn tiên khiếu. Nhưng hắn mục đích chủ yếu nhất vẫn là dựng nên Phòng Gia tấm gương này, đến ảnh hưởng toàn bộ ngũ vực lưỡng thiên cổ tiên giới. Phương Nguyên chính là luyện đạo tôn giả, luyện chế tiên cổ nhất dễ dàng. Có đầu tư của hắn, bất kỳ siêu cấp thế lực đều có thể trong bóng tối tăng vọt một đoạn dài thực lực. Chính là lợi khí ở tay. Sát tâm liền lên, Phương Nguyên khinh khinh xảo xảo một hồi giao dịch, tựu có thể phá năm vực cổ trong tiên giới từ trước đến nay, mới rèn luyện đi ra thế lực cân bằng. Hiện tại, Tây Mạc siêu cấp thế lực nhóm đã nhận thức được, cùng Phương Nguyên giao dịch chỗ tốt. Phương Nguyên một bên ở Bảo Hoàng Thiên bên trong, công khai giao dịch tiên cổ, không phải siêu cấp thế lực khó có thể thanh toán đánh đổi. Khác một bên lại mở ra mở thiên địa nhất ra đại ái minh cửa lớn. Bất kỳ siêu cấp thế lực nghĩ muốn vào liên minh, hắn đều cho phép. Đồng thời một khi vào liên minh, liền có thể lấy trong bóng tối giao dịch, đồng thời còn có hàng loạt phúc lợi. Phòng Gia chính là vào liên minh mới có trong bóng tối giao dịch, thực lực tăng vọt. Bây giờ đánh được Vạn Gia cổ tiên không dám mạo hiểm đầu. Vạn Gia tất cả lớn nhỏ tài nguyên điểm, hầu như mặc cho Phòng Gia đòi lấy. Cái này bầu không khí thật sự rất xấu rồi. Phòng Gia thu lợi để người động tâm, Vạn Gia thê thảm người người cảm thấy bất an. Tình huống như thế hạ, siêu cấp thế lực làm sao bây giờ? Gia nhập thiên địa nhất gia đại ái minh là dễ dàng nhất lựa chọn. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 3270 Tiên đình can thiệp con vớt. Cho tới nay, Phương Nguyên chính sách đối ngoại đều phi thường linh hoạt. Cũng tỉ như thiên địa nhất gia đại ái minh cùng chí tôn tiên khiếu bên trong cống hiến bảng, nhiệm vụ bảng, hối đoái bảng, ba bảng, nội dung đều là có phân biệt. Đồng dạng, Đông Hải cổ tiên gia nhập thiên địa nhất gia đại ái minh đều phải bị nghiêm khắc minh ước ràng buộc. Mà ở Đông Hải ở ngoài cái khác bốn vực, gia nhập thiên địa nhất gia đại ái minh minh ước nhưng là phi thường rộng rãi, hầu như một điểm ràng buộc tính đô không có. Thấy mầm biết cây, ánh sáng từ một điểm này trên
Tinh Túc Tiên Tôn tựu đầy đủ lĩnh giáo phương nguyên nham hiểm. Nàng đối với Tây Mạc tình thế có vô cùng rõ ràng minh xác phán đoán. Nhất định phải áp chế lại Phòng Gia, không thể để nó khởi thế. Thậm chí lúc cần thiết, phải toàn lực đem diệt trừ. Bằng không một khi siêu cấp thế lực dồn dập noi theo, tựu sẽ cực lớn tăng cường phương nguyên ở toàn bộ năm vực sức ảnh hưởng. Phương Nguyên dựa vào tiên cổ mậu dịch chở các loại nâng đỡ thủ đoạn, có thể dễ dàng bắt khiêu động năm vực cổ tiên giới cục diện. Chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu như mặc cho sự tình tiếp tục phát triển, hình thành phổ biến nhận thức cùng bầu không khí, như vậy tương lai Phương Nguyên sức ảnh hưởng đem bao trùm năm vực. Mặc dù không có năm vực, cũng có ba vực. Đến lúc đó, Phương Nguyên một cái ý nghĩ là có thể ảnh hưởng Nam Cương, Tây Mạc, Đông Hải ba đại cổ tiên giới trong vây công châu. Đương nhiên, không quản ba vực có bao nhiêu cổ tiên, cũng không thể nắm Tinh Túc Tiên Tôn như thế nào. Tôn giả vô địch, đặc biệt là bắt đầu từng bước phát huy đạo chủ oai tôn giả. Thế nhưng tôn giả trong đó là lẫn nhau uy hiếp. Phương Nguyên sức ảnh hưởng nếu như có thể lệnh ba vực cổ tiên sung mãn làm bia đỡ đạn, Tinh Túc Tiên Tôn thì không khỏi không tự mình ra tay giữ gìn Trung Châu. Đã như thế, ba tôn rằng có tình thế liền muốn phát sinh thay đổi. Tinh Túc Tiên Tôn bị này chút bia đỡ đạn liên lụy, mà Phương Nguyên thì lại nhân cơ hội đạt đến. Tinh Túc Tiên Tôn chính là từ cổ chí kim đệ nhất chí đạo cổ tiên. Phương Nguyên cái này độc kế vừa rồi triển khai, nàng tựu thấy mầm biết cây, đem triệt để nhìn thấu. Trước mắt ba tôn đối lập, đều đang toàn lực luyện hóa tự nhiên đạo ngân. Phương Nguyên là nhất lạc hậu, vì lẽ đó tự vận dụng kế này, chiêu đùa hoa chiêu, ý đồ rút ngắn chênh lệch. Hừ, sao lại như ngươi mong muốn? Tinh Túc Tiên Tôn lập tức làm ra quyết định. Chu Hùng Tín, Vạn Tử Hồng, các ngươi mà đi Tây Mạc đi một chuyến. Tây Mạc, Tôn gia đại bản doanh, Tôn gia thái thượng đại gia lão đang ở tiếp kiến Vạn Hào Quang, Vạn Tiêu hai vị vạn gia cổ tiên. Phòng gia bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, tập kích ta vạn gia, bây giờ điên cuồng xâm chiếm ta vạn gia các đại tài nguyên điểm, dĩ nhiên là phát điên, cùng hung cực ác. Loại này hành vi chính là triệt triệt để ma đạo. Phòng gia trên dưới đã tất cả đều mê muội, toàn bộ phòng gia chính là Tây Mạc lớn nhất hố ma. Quý tộc chính là Tây Mạc chính đạo xương cánh tay một trong, như vậy tình thế, há có thể ngồi xem xuống đây. Vạn Hào Quang nghĩa chính ngôn từ nói. Tôn gia thái thượng đại gia lão một bên gật đầu, vừa nói, Vạn Hào Quang tiên hữu nói rất có lý, ta Tôn gia nhất định đem hết toàn lực giữ gìn thiên địa chính đạo, chỉ là trước mắt Tôn gia khó khăn à. Tôn gia thái thượng đại gia lão nói rồi một trận Tôn gia khốn cảnh, nhưng ở cuối cùng lại vỗ bộ ngực biểu thị, chỉ cần Vạn gia liên lạc còn lại siêu cấp thế lực thành công, như vậy Tôn gia nhất định gia nhập, vì là Tây Mạc thương sinh dùng hết sức mọn. Lão hồ ly này, gia Tôn gia đại bản doanh, Vạn Hào Quang tức giận đến cực điểm. Vạn Tiêu cười khổ một tiếng, Tây Mạc siêu cấp thế lực bên trong, Tôn gia nhát gan nhất sợ phiền phức. Tôn gia thái thượng đại gia lão như vậy ngôn ngữ, cũng không kỳ quái. Hắn có thể có như vậy biểu thị, đã là lớn nhất thành ý. Tiếp đó, chúng ta đi một nhà kia du thuyết, đây, đang nói, bỗng nhiên chân trời bay tới hai bóng người, bát chuyển khí tức không chút nào che lấp. Cái gì người? À, càng là tiên đình cổ tiên. Vạn Tiêu, Vạn Hào Quang một mặt vẻ cảnh giác, bọn họ thật cũng không sợ, dù sao Vạn Tuế Lâu tựu ở trên người. Tiên đình hai tiên chính là Chu Hùng Tín, Vạn Tử Hồng. Hai vị vạn gia tiên hữu chậm đã lên đường, chúng ta là giúp đỡ vạn gia mà tới. Chu Hùng Tín xa xa tựu chào hỏi. Vạn Tiêu, Vạn Hào Quang lướt mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt sắc mặt vui mừng. Lúc này, hai người lơ lửng ở không trung bất động, che khuất sắc mặt vui mừng, đầy mặt cảnh giác. Tiên đình hai tiên tiếp cận ngàn bước xa, liền chủ động dừng bước, biểu thị chính mình không hề ác ý. Vạn Tử Hồng không nói một lời, từ Chu Hùng Tín thuyết minh ý đồ đến. Phòng gia gia nhập cái gọi là thiên địa nhất gia đại ái minh, chịu đến luyện thiên ma tôn giúp đỡ, mưu toan lật đổ Tây Mạc chính đạo, đem chọn cái Tây Mạc hóa thành hố ma.
Tiên đình tuy là Trung Châu đứng đầu, nhưng tình cảnh này không đành lòng ngồi xem. Cố phái ta hai người đến đây giúp đỡ, bóp chết ma gió, còn thiên địa năm vực một cái thanh minh. Vạn Hào Quang liền hỏi, tiên đình làm sao giúp đỡ? Lúc cần thiết, Tinh Túc Tiên Tôn sẽ đích thân ra tay sao? Hai vấn đề này đều vô cùng then chốt. Tiên đình giúp đỡ, đối với vạn gia mà nói, kỳ thực cũng không là thuần túy chuyện tốt. Một khi xử lý không tốt tự sẽ để vạn gia chó cắn áo rách, thậm chí là vạn kiếp bất phục. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tiên đình là Trung Châu thế lực, mà ở trong đó là Tây Mạc. Năm vực giới bích tuy rằng tiêu tan, thế nhưng ở cổ tiên trong lòng, ở thế giới ban đầu tự đứng nghiêm năm vực giới bích. Sao lại như vậy dễ dàng phân băng tan rã đây? Nếu như tiên đình cổ tiên tự mình nhúng tay vạn gia chiến tranh, như vậy vạn gia tiểu sẽ được công nhận là tiên đình Hà Tông, Trung Châu thế lực ở Tây Mạc lô cốt đầu cầu. Tình huống như thế hả, Tây Mạc siêu cấp thế lực nhất định vạn phần cảnh giác, tất cả đều rút tay về. Vạn gia đem đánh mất hiệu triệu Tây Mạc siêu cấp thế lực lý do chính đáng, bị trở thành người người phòng bị đối tượng. Đã như thế, vốn là Tây Mạc thế lực nội chiến, liền biến thành Phương Nguyên, phòng gia, đấu tiên đình, vạn gia cục diện. Chu Hùng Tín cười cợt, hai vị yên tâm, chúng ta tiên đình cổ tiên tuyệt sẽ không đích thân nhúng tay này chàng thảo phạt phòng gia chiến tranh. Vạn Hào Quang, Vạn Tiêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tiên đình cổ tiên là không thể trực tiếp nhúng tay. Tiếp đó, Chu Hùng Tín lại nói, vạn gia, phòng gia tranh là Tây Mạc nội vụ, tiên đình vị trí lấy giúp đỡ vạn gia, mục đích chủ yếu là vì đối phó Luyện Thiên Ma Tôn Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Một khi Phương Nguyên tự mình ra tay, hoặc là phái dưới trướng cổ tiên tham chiến, như vậy Tinh Túc Tiên Tôn sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đồng thời tiên đình chư tiên cũng sẽ xuất động, giữ gìn thế gian chính nghĩa cùng hòa bình. Vạn Hào Quang, Vạn Tiêu cũng không nhịn được nữa vẻ vui thích biểu lộ. Cho tới nay, bọn họ kiêng kỵ nhất đúng là phòng gia cùng Phương Nguyên quan hệ. Phương Nguyên một khi ra tay, Tây Mạc siêu cấp thế lực ai có thể chịu nổi? Đều không chịu nổi. Tiên đình phần này đảm bảo, nhất thời để vạn gia đã không có lớn nhất lo lắng. Vạn gia phía sau hiệu triệu Tây Mạc thế lực, những thế lực này khi biết tình huống này phía sau, nhất định sẽ dồn dập ra tay, giúp đỡ vạn gia. Vạn Tiêu hỏi thăm, phòng gia rốt cuộc là gia nhập thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Bọn họ dùng tài nguyên điểm đổi lấy lượng lớn tiên cổ, thậm chí hợp thành một tòa mới tinh tiên cổ ốc. Hiện tại lại đang điên cuồng phá dỡ tộc ta tài nguyên điểm, kỳ dụng ý rõ rõ ràng ràng. Tình huống như thế xuống, tiên đình có thể buôn bán một ít tiên cổ cho chúng ta vạn ra sao? Vạn Hào Quang cũng hai mắt sáng lên nhìn tiên đình hai tiên. Chu Hùng Tín trong lòng cười gằn, nghĩ hay lắm. Tiên cổ duy nhất, tiên đình tiên cổ cũng chỉ là miễn cưỡng đủ, làm sao sẽ bán ra? Đồng thời, hắn ở bề ngoài lại hiện lên mỉm cười. Tiên cổ không cách nào bán ra, nhưng có thể thuê. Một phương diện khác, tiên đạo sát chiêu, tiên cổ phương cũng có thể cân nhắc giao dịch. Chu Hùng Tín sau đó một phen báo giá, nhất thời để Vạn Tiêu, Vạn Hào Quang sắc mặt khó coi lên. Tiên đình định giá rất cao, vạn gia thế nào cũng phải xuất huyết nhiều một phen mới có thể có được. Giữ gìn chính nghĩa là cần giá cao, hai vị tiên hữu. Chu Hùng Tín bỗng nhiên hạ thấp giọng. Trên thực tế, tiên đình đối với vạn gia còn có một hạng là tối trọng yếu giúp đỡ, nhất định sẽ lệnh quý tộc thỏa mãn. Ồ, chúng ta hai người xin lắng tai nghe. Đông Hải, Phương Nguyên đang ở cùng Bách Túc Thiên Quân đưa tin giao lưu. Bách Túc tiên hữu, ngươi rõ ràng chuyên tu nô đạo, làm sao cùng ta giao dịch tiên cổ, nhưng là đòi hỏi huyết đạo phương diện đây. Phương Nguyên mặt hiện ra mỉm cười, biết rõ còn hỏi. Bách Túc Thiên Quân xa ở Bắc Nguyên, liên tục cười khổ. Hắn ở thầm nhủ trong lòng, ngươi cho rằng ta nguyện ý không, nhưng không có cách nào. Cự Dương Tiên Tôn vì huyết đạo tiên cổ giao dịch, tự mình triệu kiến Bách Túc Thiên Quân, muốn để hắn vì là người trung gian, thay thế câu thông. Bách Túc Thiên Quân làm sao có khả năng từ chối. Hắn chỉ là một nho nhỏ bát truyền cổ tiên, lại có gia tộc thành lập ở Bắc Nguyên. Đối với Cự Dương Tiên Tôn mệnh lệnh, hắn chỉ có thể đáp ứng. Chính là, người ở mái hiên hạ không thể không cúi đầu.
Bách Túc Thiên Quân đối với Cự Dương Tiên Tôn đương nhiên có oán khí. Đồng thời, hắn đối với Phương Nguyên cũng có oán khí. Phương Nguyên đã từng đại ái tuyên bố, chấn kinh rồi thiên hạ. Phương Nguyên công bố ra hắn cùng năm vực cổ tiên, thế lực đều có liên lạc, trong đó Tịu thuộc cùng Bách Túc Thiên Quân giao dịch là giả dối hư ảo. Tại chỗ đem Bách Túc Thiên Quân sợ hãi đến, nướng xiên đều nướng cháy. Phương Nguyên là muốn mượn này gây xích mích, dò hỏi Cự Dương Tiên Tôn phản ứng. Cự Dương Tiên Tôn lý niệm là gia thiên hạ, Bách Túc Thiên Quân cũng không phải là huyết mạch của hắn hậu duệ. Bách Túc gia cũng vẫn gặp Hoàng Kim bộ tộc liên hợp xa lánh, chèn ép. Đây là Phương Nguyên kế chia rẽ, nói không chắc có thể để Hoàng Kim bộ tộc liên thủ cắn giết Bách Túc gia, tự đoạn một tay đây. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ, thiên hạ chính là không bao giờ thiếu người thông minh. Nhưng Phương Nguyên triển khai kế này phí tổn quá rẻ tiền, chỉ là mấy câu nói mà thôi. Lại nói không thử xem, làm sao biết đây. Vì lẽ đó, Bách Túc Thiên Quân này đoạn thời gian qua hết sức bất hảo. Nghĩ hắn đường đường bát truyền cổ tiên, nhưng là suốt ngày trong lòng run sợ, chỉ lo Cự Dương Tiên Tôn đến tìm hắn để gây sự. Cuối cùng, Cự Dương Tiên Tôn quả nhiên là tìm hắn để gây sự, trực tiếp giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Cự Dương Tiên Tôn thái độ rất rõ ràng, người Bách Túc Thiên Quân không phải cùng Phương Nguyên quan hệ mật thiết sao? Vậy thì vì ta sung mãn làm người liên lạc, giao dịch huyết đạo tiên cổ thôi. Dùng hành động thực tế cùng thực tế thành quả đến chứng minh ngươi đối với ta Cự Dương Tiên Tôn, đối với Trường Sinh Thiên, đối với toàn bộ Bắc Nguyên chính đạo trung thành. Bách Túc Thiên Quân cảm giác hết sức oan uổng. Hắn lúc nào cùng Phương Nguyên từng có mật thiết giao dịch, rõ ràng là sở độ cùng Phương Nguyên hết sức có một chân à. Quan ta Bách Túc Thiên Quân chuyện gì à? Ta đã từng còn cùng Phương Nguyên là địch chiến đấu qua. Hắn hết sức nghĩ tự chứng thuần khiết, nhưng Cự Dương Tiên Tôn căn bản không đề cập tới này cha, chính là muốn để hắn nhận cái môn này việc xấu. Trên thực tế, đứng ở Cự Dương Tiên Tôn góc độ, có thể đảm nhiệm được chuyện xui xẻo này ứng cử viên cũng rất ít. Trường Sinh Thiên, Hoàng Kim bộ tộc cổ tiên đều bài trừ, bởi vì này chút người tựu đại biểu Cự Dương Tiên Tôn. Thế nhưng Bách Túc Thiên Quân, sở độ không giống nhau. Phương Nguyên đại nhân, ngài là đại ái tiên tôn, hà tất trêu chọc ta loại này tiểu nhân vật đây. Bách Túc Thiên Quân đem mình tư thế bày rất thấp, tình cảnh của ta, anh minh như ngài, sao lại không biết sao? Phương Nguyên cười ha ha, ngươi nghĩ muốn cái gì huyết đạo tiên cổ? Các bạn vừa nghe xong tập 327 của bộ truyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.